Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 68. Nếu như Chiến Thiên Cửu nghe được Độc Cô Tướng Đỉnh nói, đoán chừng cũng sẽ bội phục dũng khí của hắn. Bởi vì Chiến Thiên Cửu là thấy tận mắt Tiêu Phàm chém ra 4 kiếm, 4 đóa kiếm liên hắn đều ngăn cản không nổi, cho nên mới phải chạy trốn, mất hồn thiên tinh hỏa toa. Vừa dứt lời, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm lần thứ hai rung động một cái, cũng không thấy động tác Tiêu Phàm, chỉ thấy một đạo tuyệt thế kiếm khí phóng tới không trung, xé nát hư không, nghịch thiên mà lên. Kiếm mang xông thẳng tới Độc Cô Tướng Đỉnh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, kiếm khí lần thứ hai nở rộ, biến thành một đóa kiếm liên mấy chục trượng. Hắn còn có thể chém ra một kiếm. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng bọn hắn thập phần may mắn vừa nãy bản thân không có mở miệng. Độc Cô Tướng Đỉnh thập phần im lặng. Hắn nhìn chăm chú đóa kiếm liên phóng tới hắn. Trong đầu đã có chút choáng váng, nhất là nghe được tiếng Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu kinh hô, hắn càng kém chút tức giận đến phổi đều nổ tung. Lão tử không bị mù, các ngươi nói cho ta biết hắn thật có thể chém ra một kiếm sao? Kiếm liên nở rộ rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong phút chốc liền đi tới trước người hắn, cùng đóa kiếm liên song song mà đứng, hai đóa kiếm liên đồng thời tranh huy, quang mang sáng chói chiếu rọi thiên địa, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Bọn chúng điệp ra uy lực, không chỉ một cộng một đơn giản như vậy, dung hợp tại cùng một chỗ ít nhất là uy lực gấp 3 trước đó, thậm chí gấp 4 lần. Độc Cô Tướng Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long to lớn, chính là thần phẩm chiến hồn phần thiên viêm long, giờ phút này hắn đã không có bất kỳ cái gì giữ lại. Một khi ngăn cản không nổi một kích này, đừng nói giết không chết Tiêu Phàm, bản thân hắn có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Oanh, hai đóa kiếm liên cùng biển lửa kia đâm vào cùng một chỗ, khí lãng hung mãnh như sóng ánh sáng hình tròn hướng về bốn phía khuếch tán, không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Mọi người ở ngoài đã thấy không rõ không gian xung quanh Độc Cô Tướng Đỉnh, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực nóng mãnh liệt tại hư không, không ngừng đánh thẳng vào một loại gông cùm xiềng xích nào đó. Đợi ta giết hắn, lại đến ứng phó các ngươi. Tiêu Phàm nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu một cái. Lạnh giọng nói, sau đó Tiêu Phàm một cước bước vào bên trong biển hỏa diễm cuồng bạo, không thấy tăm hơi. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu hai người nhìn nhau, nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương, Tiêu Phàm lấy một địch ba đều không thành vấn đề, hiện tại lấy một địch một, giết chết Độc Cô Tướng Đỉnh căn bản không phải sự tình khó khăn. Nếu như Độc Cô Tướng Đỉnh chết, sau đó hắn lại đến đối phó hai người bọn hắn, lấy thực lực hai người bọn hắn có thể sống sót hay không? Mộ Dung Minh Nguyệt đừng có giữ lại, hợp lực giết hắn, ta liền không tin một chiến thánh cảnh hậu kỳ thực cường đại như thế. Hoàng Phủ Thiên Hữu ngưng tiếng nói, khuôn mặt có chút dữ tợn. Ánh mắt Mộ Dung Minh Nguyệt lấp lóe không yên, toàn lực ứng phó, nếu như toàn lực ứng phó giết không chết hắn thì sao? Đến thời điểm chết chẳng phải là bản thân, cũng liền thỏa đáng hắn nghi hoặc, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong biển hỏa diễm đi ra. Tiêu Phàm. Ngươi giết Độc Cô Tướng Đỉnh, con ngươi Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Hữu cũng chẳng tốt đẹp gì, đây chính là Độc Cô Tướng Đỉnh đó, là người cùng hắn nổi danh một trong thập đại yêu nghiệt, vậy mà trong vài cái hô hấp đã bị Tiêu Phàm giết. Nói ra ngoài bọn hắn khẳng định không tin, nhưng Tiêu Phàm đang ở trước mắt, lại không thấy bóng dáng Độc Cô Tướng Đỉnh, kết quả đã không cần nói cũng biết. Mấu chốt nhất là biển hỏa diễm nơi xa cùng kiếm liên đột nhiên chậm rãi biến mất, biển hỏa diễm biến mất đại biểu cái gì bọn hắn rất rõ ràng, trừ phi Độc Cô Tướng Đỉnh chết, hoặc là từ bỏ phản kháng, bằng không hắn là không có khả năng đình chỉ công kích. Ngươi cứ nói đi, đột nhiên, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, lách mình hướng về Mộ Dung Minh Nguyệt đánh tới. Kiếm hạt tử, ngươi giết Độc Cô Tướng Đỉnh, Độc Cô gia tộc sẽ không từ bỏ ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Chạy, đám người bốn phía lộ ra vẻ quái dị, đây chính là thập đại yêu nghiệt Mộ Dung Minh Nguyệt ư, vậy mà dũng khí cùng kiếm hạt tử giao thủ đều không có, trực tiếp chạy trốn. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sát khí lần thứ hai tăng vọt, quay người nhào về phía Hoàng Phủ Thiên Hữu. Hoàng Phủ Thiên Hữu thấy thế, nơi nào còn có tâm ham chiến. Ba người bọn hắn hợp lực đều không phải đối thủ Tiêu Phàm,
hiện tại hắn một người lưu lại chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Kiếm hạt tử, Hoàng Phủ Thiên Hữu ta cùng ngươi không chết không thôi. Toàn lực một kiếm chấn khai kiếm liên, Hoàng Phủ Thiên Hữu lưu lại một câu ngoan thoại, liền hướng lấy một phương hướng khác bỏ chạy. Thập đại yêu nghiệt, ta nhổ vào, đều là một đống tham sống sợ chết. Tiêu Phàm phun cục đàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ánh mắt đám người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, tất cả bọn hắn đều nhớ kỹ khuôn mặt này, trong lòng âm thầm thề về sau tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Liền Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều bị hắn dọa đến chạy trốn, hơn nữa cũng không dám cố kỵ tu sĩ gia tộc mình chết sống, chỉ bằng vào điểm này đủ để chứng minh Tiêu Phàm đáng sợ. Thiếu chủ, cứu ta! Thiếu chủ, người không thể vứt bỏ chúng ta! Người Mộ Dung gia tộc thê lương kêu to, người Độc Cô gia tộc cũng không ngừng kêu thảm, Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi như sói đói trong như bầy cừu, đại sát tứ phương, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ một lát sau, người hai đại gia tộc liền còn thừa không có mấy, người chiến thần điện cách đó không xa lại thập phần may mắn bản thân không có xuất thủ, bằng không cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, thần sắc thập phần bình tĩnh, sau đó quay người hướng về khu vực phiến sương mù xám bao phủ đi đến, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Mà lúc này, phiến hỏa diễm cùng kiếm liên lại lần nữa xuất hiện, cùng nhau so với trước càng thêm cuồng bạo. Hỏa diễm vừa nãy không phải biến mất sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian trở lại 10 hơi trước đó, Tiêu Phàm bước vào trong biển hỏa diễm, lúc ngoại giới nhìn không thấy thân ảnh hắn, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh giống hắn như đúc, hiển nhiên là linh hồn phân thân. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm lăng không vũ động, từng nét bùa chú lấp lóe, hình thành một cái quang cháo to lớn, bao phủ bốn phía. Đi thôi. Chờ đợi 3-4 tức thời gian, Tiêu Phàm đột nhiên đem Tu La kiếm trong tay giao cho linh hồn phân thân nói ra. Linh hồn phân thân nắm lấy Tu La kiếm trong nháy mắt bước ra ngoài biển hỏa diễm, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, tựa như âm mưu đạt được. Ngay sau đó, đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấn, quang cháo trong nháy mắt đem hỏa diễm biển cùng kiếm liên che đậy ở trong đó. Ngoại giới tự nhiên cũng không nhìn thấy biển hỏa diễm cùng kiếm liên tồn tại. Người bên ngoài không biết là Tiêu Phàm căn bản không giết chết Độc Cô Tướng Đình, ngược lại dựa vào linh hồn phân thân đem Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu dọa sợ. Mấy tức sau, linh hồn phân thân lần nữa tiến vào biển hỏa diễm, Tiêu Phàm cũng triệt hồi hồn giới, biển hỏa diễm tự nhiên lại hiển lộ ra. Ba tên hòa thượng không nước uống, đạo lý này quả nhiên không sai. Tiêu Phàm từ trong tay linh hồn phân thân tiếp nhận Tu La kiếm, linh hồn phân thân trong nháy mắt biến mất, trên mặt hắn hiện lên một vòng ý vị thâm trường. Ba người Độc Cô Tướng Đình hợp thành đồng minh đều bị Tiêu Phàm hủy diệt, ba người so với hắn tưởng tượng còn yếu ớt hơn. Nhìn kiếm liên to lớn phía xa, Tiêu Phàm lách mình liền xuất hiện ở phía trên kiếm liên, lạnh lùng nhìn Độc Cô Tướng Đình phía xa. Kiếm hạt tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu đâu? Độc Cô Tướng Đình quát to, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Thi triển toàn lực, hắn miễn cưỡng ngăn cản được hai đóa kiếm liên của Tiêu Phàm, thậm chí còn chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Hắn tự tin rất nhanh liền có thể phá hủy hai đóa kiếm đạo chi liên, sau đó cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu, Mộ Dung Minh Nguyệt hợp lực chém giết Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm vậy mà xuất hiện ở nơi này, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bị Tiêu Phàm giết chết? Độc Cô Tướng Đình trầm ngâm nói, cái này không đúng, thực lực kiếm hạt tử mặc dù rất mạnh, nhưng hai người bọn hắn toàn lực ứng phó mà nói, ngăn cản hai đóa kiếm liên khẳng định không có vấn đề, chẳng lẽ kiếm hạt tử còn có thể thi triển càng nhiều kiếm liên? Nghĩ vậy, trong mắt Độc Cô Tướng Đình lóe lên một vòng sợ hãi, nếu như Tiêu Phàm có thể thi triển càng nhiều kiếm liên, như vậy chờ hắn chỉ có tử vong. Uổng cho ngươi còn suy nghĩ cho bọn hắn, mình bị người lừa đều không biết. Tiêu Phàm thập phần khinh thường, đưa tay lại chém ra hai kiếm, hư không lại xuất hiện hai đóa kiếm liên. Nhìn thấy hai đóa kiếm liên, sắc mặt Độc Cô Tướng Đình biến thành trắng bệch, trong lòng rung động nói, Tiêu Phàm vậy mà thực có thể thi triển càng nhiều kiếm liên. Hắn chỗ nào biết hai đóa kiếm liên chỉ bởi vì không ứng phó Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu, cho nên mới có thể đối phó hắn. Mặt khác,
Tiêu Phàm lần nữa chém ra hai kiếm này cũng cơ hồ là cực hạn, mỗi một đóa kiếm liên đối với tu la thần lực cùng tâm thần tiêu hao cực lớn, nếu đổi lại là người bình thường, căn bản tiếp nhận không được. Lấy thực lực Tiêu Phàm, nếu quả thật liều mạng, muốn giữ ba người bọn hắn là vẫn có khả năng, đương nhiên cũng chỉ là khả năng mà thôi. Thân làm thập đại yêu nghiệt, thực lực bọn hắn tự nhiên không phải đơn giản như vậy, huống chi bọn hắn còn cao hơn Tiêu Phàm một tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm sở dĩ một chọi ba cũng không phải là muốn giết bọn hắn, mục tiêu cuối cùng chính là dọa chạy mà thôi, sau đó lưu lại Độc Cô Tướng Đình. Hắn tin tưởng ba người này là không có khả năng thực cùng hắn liều mạng, trừ phi uy hiếp sinh mệnh bọn hắn. Tạm thời mà nói, kế hoạch hắn thành công, mà hiện tại muốn làm chính là đánh bại Độc Cô Tướng Đình, sau đó thi triển chủng ma chi thuật. A một tiếng hét thảm vang lên, Độc Cô Tướng Đình bị bốn đóa kiếm liên nghiền ép phía dưới, toàn thân máu tươi bay vụt, vết kiếm từng đống, chiến hồn phần thiên viêm long đều kém chút nổ tung. Đối mặt hai đóa kiếm liên hắn còn có sức hoàn thủ, thậm chí ở vào thế thượng phong, nhưng đối mặt bốn đóa thì hắn không phải là đối thủ. Âm một tiếng, Độc Cô Tướng Đình hung hăng đập phía trên mặt đất, Tiêu Phàm lần nữa đánh ra một đạo thủ quyết, bốn phía một trận quang mang chớp nhấp nháy một cái, đem hai người che đậy ở trong đó. Khụ khụ, Độc Cô Tướng Đình lại ho ra mấy ngụm máu tươi, gian nan đứng dậy, hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Nếu như không phải trước đó ngươi còn thiếu nợ ta một cái cam kết, hiện tại, ngươi đã chết. Tiêu Phàm xuất hiện ở đỉnh đầu Độc Cô Tướng Đình. Thần sắc đạm mạc nói, hiện tại ngươi còn thứ gì để mua mạng ngươi sao? Độc Cô Tướng Đình ngậm miệng không nói gì, thực lực Tiêu Phàm vượt qua hắn dự liệu, vậy mà so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, lần trước Tiêu Phàm không giết bọn hắn chỉ là bản thân trốn nhanh mà thôi. Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đâu? Độc Cô Tướng Đình vẫn như cũ còn có chút không cam lòng. Ta không phải nói cho ngươi biết à, bọn hắn đều chạy rồi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Độc Cô Tướng Đình, người này còn tưởng tượng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn cứu, thật đúng là ngây thơ. Không có khả năng, ngươi lại lừa ta. Độc Cô Tướng Đình quát ầm lên. Ngươi không tin, ngươi tự nhìn xem. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, bụi bặm bốn phía lập tức tiêu tán mà ra, Độc Cô Tướng Đình nhìn bốn phía, trừ những tu sĩ vây xem, nơi nào còn có thân ảnh Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu. Lần này Tiêu Phàm xác thực không có lừa hắn. Mặc dù có hồn giới cách trở, bên trong có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, nhưng bên ngoài lại nhìn không thấy sự tình bên trong. Hiện tại tin sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói thật, ngươi hẳn là rất may mắn Độc Cô gia tộc ngươi đối với ta còn có chút giá trị lợi dụng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, con người hắn bỗng biến thành lục sắc, một vệt sáng từ trong con người bắn ra xông vào bên trong mi tâm Độc Cô Tướng Đình. Ngươi là Tu La? Độc Cô Tướng Đình kinh hãi lên tiếng, chỉ là lời nói chưa dứt thanh âm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, bên trong não hải có hai cỗ ý niệm đang mãnh liệt đụng chạm. Trong một mảnh không gian ý thức mênh mông, ý thức Độc Cô Tướng Đình cùng Tiêu Phàm vừa chạm vào tức mở, trên mặt Độc Cô Tướng Đình hiện lên một vòng cười lạnh, ngươi là Tu La Điện chủ Tiêu Phàm. Ta thừa nhận, thực lực ngươi rất cường đại, nhưng linh hồn cường độ ngươi chưa chắc có thể thắng được ta. Vậy sao? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, đột nhiên, ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Hai Tiêu Phàm, Độc Cô Tướng Đình mắt trợn tròn, một Tiêu Phàm hắn xác thực không đặt ở trong lòng, nhưng hai người giống nhau như đúc, nếu như linh hồn cường đại như thế vậy hắn không phải là đối thủ. Hô, cũng đúng lúc này, bên cạnh hai Tiêu Phàm lại xuất hiện Tiêu Phàm thứ ba, khí tức hồn lực tản ra vẫn không kém mảy may. Độc Cô Tướng Đình đã tuyệt vọng. Hai chân có chút như nhũn ra, linh hồn bình thường đều là rất quỷ dị, theo khí thế của hắn yếu bớt, thực lực linh hồn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Linh hồn chi lực Tiêu Phàm đối chiến linh hồn chi lực Độc Cô Tướng Đình nhất định chính là như bẻ cành khô, khống chế hắn cũng hoàn toàn là sự tình nước chảy thành sông. Ngoại giới, lục sắc quang mang trong mắt Tiêu Phàm biến mất, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Độc Cô Tướng Đình bỗng nhiên cảm giác tất cả bản thân đều bại lộ trước mặt Tiêu Phàm. Thần sắc khó coi tới cực điểm, hiện tại hắn rốt cục minh bạch bản thân đối mặt là một địch nhân như thế nào. Cái gì thập đại yêu nghiệt, trước mặt Tu La Điện chủ trong truyền thuyết lại tính được gì đây? Hồi lâu, Độc Cô Tướng Đình mới bình phục suy nghĩ, cắn răng nói, người muốn làm gì ta? Rất hiển nhiên, Độc Cô Tướng Đình vẫn thập phần không cam lòng,
ba người bọn hắn ứng phó Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cuối cùng lại chỉ thi triển chủng ma chi thuật đối với hắn, mà không có châm đối Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu. Bởi vì ngươi là người thừa kế Độc Cô gia chủ. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, mặt khác trong mắt ta, chỉ có Độc Cô gia tộc ngươi không là địch nhân, Mộ Dung gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc sớm muộn có một ngày ta sẽ tự mình đi một chuyến. Nghe được Tiêu Phàm nói, Độc Cô Tướng Đình không khỏi run run, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại có chút may mắn. Nói thật với ngươi, Tu La Điện cần đồng minh, Độc Cô gia tộc ngươi từng cái phương diện đều phù hợp với yêu cầu của ta, mà ngươi càng là gia chủ tương lai của Độc Cô gia tộc, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Tiêu Phàm còn nói thêm, nói thập phần trần trụi, không có mảy may che giấu. Ta cần Độc Cô gia tộc ngươi làm đồng minh, sợ các ngươi không đáp ứng, cho nên ta chỉ có thể khống chế ngươi. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể giải trừ khống chế đối với ta? Cái này phải xem biểu hiện của ngươi. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên một đạo quỷ dị, sau đó đưa tay vung lên, hồn giới bốn phía bỗng nhiên biến mất. Ngoại giới, đám người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm nơi bụi bặm tràn ngập, bởi vì Tiêu Phàm bố trí hồn giới ngăn cản, bọn hắn căn bản nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Kiếm Hạt Tử sẽ không thực giết Độc Cô Tướng Đình đi, nghe nói Độc Cô Tướng Đình không chỉ là một trong thập đại yêu nghiệt, hơn nữa còn là cửu phẩm chú tạo sư, nếu như chết ở chỗ này đoán chừng Độc Cô gia tộc sẽ điên cuồng. Các ngươi không thấy Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu đều bị dọa chạy à, ta cảm giác Kiếm Hạt Tử thực có can đảm động thủ giết bọn hắn. Người như vậy tại thần kiếp chi địa mới có thể chân chính sống sót, còn hơn một tháng sẽ rời khỏi Lâu Lan cổ địa. Đến thời điểm tiến về thần kiếp chi địa, hy vọng có thể gia nhập chiến thần doanh, dạng cơ hội này tại thần chi kiếp địa sống sót liền sẽ càng lớn. Muốn gia nhập chiến thần doanh rất khó, nghe nói bên trong chiến thần doanh đều là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đại bộ phận đều là nhân vật trên thánh bảng. Lấy thực lực Kiếm Hạt Tử, đoán chừng có thể tiến vào 10 hạng đầu thánh bảng A. Khó, 50 người đứng đầu vẫn có khả năng, mọi người vẫn là thực tế một chút đi. Nếu như có thể lấy được thần lực chi tinh, đừng nói 10 hạng đầu thánh bảng, cho dù đột phá chiến thần cảnh cũng không phải việc khó. Đám người thấp giọng nghị luận, rất nhiều người cũng đang nghĩ lấy sự tình tiến vào thần kiếp chi địa. Bên trong sơn mạch nơi xa truyền đến một trận thanh âm chiến đấu kịch liệt, rất hiển nhiên, người đang điên cuồng cướp đoạt một mai thần lực chi tinh thuộc tính hỏa diễm. Những tu sĩ chiến thánh sơ kỳ và trung kỳ cũng không dám tham dự. Dù là thần lực chi tinh bày ở trước mắt bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, miễn gặp họa sát thân. Nguyên bản tiến vào Lâu Lan cổ địa, bọn hắn còn ngóng tìm những cơ duyên khác, đáng tiếc, nơi này trừ thi cốt cũng không còn gì khác. Nửa tháng này đến nay ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái thần lực chi tinh, không phải những tu sĩ thấp giai có thể tranh đoạt, trong lòng bọn hắn phiền muộn vô cùng. Các ngươi nhìn, đó là Kiếm Hạt Tử, đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, hư không cách đó không xa nhộn nhạo từng đạo gợn sóng, dẫn đầu bộc lộ ra thân ảnh Tiêu Phàm, sau đó, phần lớn người nhìn vào một đạo thân ảnh máu me đầm đìa. Đạo thân ảnh này không phải ai khác mà chính là Độc Cô Tướng Đình, đám người nhìn thấy thân ảnh hoàn toàn thay đổi, không khỏi hít một hơi lạnh. Đường đường nhân vật cấp độ yêu nghiệt lại bị một kẻ mới nổi đánh bại, trong lòng bọn hắn khó mà tiếp nhận sự thật này. Nếu như không phải tận mắt nhìn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Ta liền biết hắn không dám giết Độc Cô Tướng Đình, có người tràn đầy tự tin mở miệng nói. Nghe nói như thế, khóe miệng Độc Cô Tướng Đình giật một cái, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi đó, khí thế lạnh lẽo khóa chặt phiến khu vực kia, tu sĩ nơi đó nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, quả thực là ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Giờ phút này trong lòng Độc Cô Tướng Đình phẫn nộ, lại có mấy người có thể lý giải. Tiêu Phàm cũng không phải là không dám giết hắn, mà là bởi vì khống chế hắn so với giết hắn còn có giá trị hơn, cho nên mới không có động thủ mà thôi. Độc Cô Tướng Đình, hy vọng ngươi tự trọng. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi. Sau đó vỗ vỗ đầu Tiểu Kim, ba người hướng về chân trời lao đi, về phần thi thể trên mặt đất. Tiêu Phàm không có quá mức để ý. Người tam đại cổ tộc muốn giết bọn hắn, Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi phản sát bọn hắn, đây là sự tình rất bình thường, có Tiểu Kim, chiến thánh bình thường đâu là đối thủ của nó.
Sau một lát, bóng dáng Tiêu Phàm bọn hắn liền biến mất ở chân trời. Độc Cô Tướng Đỉnh khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng, sát khí nặng nề nói, Tiêu Phàm. Gọi ta làm cái gì, lại muốn đánh sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc quanh quẩn bên trong não hải Độc Cô Tướng Đỉnh, khóe miệng Độc Cô Tướng Đỉnh giật một cái, thanh âm lại nói, không cần khảo nghiệm kiên nhẫn của ta, giết ngươi đối với ta tổn thất không lớn. Độc Cô Tướng Đỉnh nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, rất hiển nhiên, chủ nhân thanh âm kia chính là Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm đã ngừng chân tại phía trên một ngọn núi, phía trước lần lượt từng bóng người đang kịch liệt chiến đấu, trong đó trong tay một người còn dắt lấy một khỏa đá quý hỏa diễm. Lúc này, Tiêu Linh Nhi rốt cục nhịn không được hỏi ca, ngươi làm cái gì không giết Độc Cô Tướng Đỉnh? Giết hắn làm gì? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, sau đó cũng không còn rầu rĩ vấn đề này, hồn lực hướng về nơi xa tràn ngập đi, khó trách Lạc Vũ Lạc sẽ trốn. Nguyên lai hắn đến cướp đoạt khối thần lực chi tinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi xa, bắt lấy thần lực chi tinh cũng không phải là ai khác mà là Lạc Vũ Lạc. Hắn nắm lấy thần lực chi tinh đang điên cuồng đánh thẳng vào tu sĩ che chắn. Không có thập đại yêu nghiệt ở chỗ này, thực lực Lạc Vũ Lạc mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng cũng đứng hàng thứ, người bình thường thật đúng là không làm gì được hắn. Một phen tranh đoạt. Khắp người Lạc Vũ Lạc đều là máu, bất quá cuối cùng vẫn xông ra vòng vây, hóa thành một vệt sáng hướng về cuối chân trời lao đi, giữa thiên địa quanh quẩn tiếng cuồng tiếu. Rất nhiều tu sĩ không cam tâm phẫn nộ truy theo, bất quá cùng Tiêu Phàm đã không có quá nhiều quan hệ. Được thần lực chi tinh lại như thế nào đây? Hắn không tin chiến thần điện sẽ vô duyên vô cớ đem thần lực chi tinh cho những người khác, được thần lực chi tinh chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên. Nếu như thần lực chi tinh tự bay đến, Tiêu Phàm cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ ít có thể xem như thần thạch để dùng. Ca, bây giờ chúng ta làm gì? Tiêu Linh Nhi nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Ta cảm thấy, thần lực chi tinh dù sao cũng là bảo bối, không thể lãng phí như thế. Ta biết ca ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội, kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy, ngươi cướp đoạt những thần lực chi tinh đó. Những người khác cũng chỉ có thể từ bỏ, đây là biến tướng cứu mạng bọn họ. Tiêu Linh Nhi cười ha ha nói, con mắt tặc lưu chuyển động. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, không ngừng gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Tiêu Linh Nhi nói. Tiêu Phàm trầm ngâm, bây giờ cách thông đạo truyền tống mở ra còn hơn một tháng, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, huống chi Tiêu Linh Nhi nói cũng không có sai. Nếu như hắn có thể chiếm lấy thần lực chi tinh cũng có thể giảm bớt giết chóc, đây cũng là dự tính ban đầu của Lâu Ngạo Thiên sao. Sau đó, Lâu Lan Cổ Địa liền thêm một đôi tổ hợp thần bí, bọn hắn không chỉ cướp đoạt thần lực chi tinh, còn cướp bóc của tu sĩ. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị gõ ám côn, sau tỉnh lại hồn giới trong tay biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa đạo ấn ký trên hồn giới cũng không truy lùng được. Ròng rã hơn một tháng. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi cũng không biết cướp bóc bao nhiêu pháp bảo của tu sĩ, trong tay Tiêu Phàm còn có 3 cái thần lực chi tinh, 2 cái có thể nói là quả lớn, thu hoạch không ít. Vì ngăn ngừa người chiến thần điện điều tra, thần lực chi tinh bị Tiêu Phàm dùng hồn giới phong ấn sau đó bỏ vào bên trong tiểu thiên địa, bên trong tiểu thiên địa muốn cảm ứng được thần lực chi tinh tồn tại cơ hồ là không có khả năng, nơi đó Tiêu Phàm chính là chúa tể. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lần nữa hành động, đột nhiên chân trời bay vụt ra một đạo quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa Lâu Lan Cổ Địa, vô số tu sĩ đều mờ mịt nhìn về phía chân trời. Phía trên thiên khung, một cột sáng màu trắng từ cửu tiêu gào thét xuống, dường như nối liền hai thế giới. Thông đạo truyền tống mở ra, ta còn không có đoạt đủ đây. Tiêu Linh Nhì bĩu môi nói, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, tựa như mất đi rất nhiều đồ vật. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái. Trong lòng thập phần bất đắc dĩ, muội muội bản thân có vẻ như so với tiểu ma nữ còn ma nữ hơn a. Đột nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng màu trắng chân trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cảm giác bị một đôi con mắt tiếp cận, đáy lòng thập phần bất an. Trong lòng Tiêu Phàm rất ít loại cảm giác bất an này, trầm ngâm một lúc hắn hết sức trịnh trọng nói ra, Linh Nhi, ngươi và ta tách ra đi. Vì sao? Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Nàng còn không có thấy qua Tiêu Phàm nghiêm túc như thế. Tiêu Phàm không giải thích, đưa tay vung lên, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cạnh Tiêu Phàm, không đợi hai người mở miệng,
Tiêu Phàm liền nói ra, Dịch Băng, Sở Nguyệt, dừng sự tình cắm linh dược lại, giao cho 5 người bọn hắn là được, các ngươi cùng Linh Nhi rời đi. Vâng, thiếu chủ, Dịch Băng cùng Sở Nguyệt đồng thời gật đầu nói, Sở Nguyệt biết rõ Tiêu Phàm là con trai của Sở Lăng Vi, gọi hắn thiếu chủ cũng không có sai. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm khuyên bảo một tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai Tiểu Kim hiểu ý, một cái lắc mình liền biến mất ở chân trời. Lúc Tiêu Linh Nhi bọn hắn lấy lại tinh thần đã không gặp bóng dáng Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Đại tiểu thư, thiếu chủ không có việc gì chứ? Dịch Bằng lo lắng nói. Yên tâm, chỉ cần những lão bất tử chiến thần điện kia không xuất thủ, ai cũng không làm gì được hắn, chúng ta cũng đi. Ánh mắt Tiêu Linh Nhi thập phần kiên định, mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Phía trên tinh không lâu lan cổ địa, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong hư vô bốc đi ra, vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh cột sáng to lớn màu trắng. Nếu như không có thông đạo truyền tống chỉ đường cho ta, ta thực sự khó mà tìm tới lâu lan cổ địa. Bóng đen ngữ khí thập phần băng lãnh, người trẻ tuổi, lần này xem ngươi trốn làm sao. Bóng đen không phải ai khác mà chính là cường giả chiến thần cảnh chiến thiên cửu bị Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên bước đi, hắn trong hư vô tìm kiếm 3 tháng, rốt cục dưới sự chỉ dẫn của quang mang thông đạo truyền tống tìm tới lâu lan cổ địa. Chiến thiên cửu hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, đoạt lại hồn thiên tinh hỏa toa, nếu như vật này lưu lạc bên ngoài, hắn không trốn được trách nhiệm, hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. 3 tháng, dù ngươi là chiến thần cũng không có khả năng luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, muốn thông qua thông đạo truyền tống rời đi, dù là ngươi ẩn thân bên trong đám người ta cũng có thể cảm nhận được khí tức mệnh cách ngươi. Chiến thiên cửu cười lạnh nói, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Hắn chậm rãi dọc theo cột sáng màu trắng hướng về lâu lan cổ địa tới gần, thu liếm khí tức, mặt âm trầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động phía dưới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh thông đạo truyền tống, lâu lan cổ địa cách chiến hồn đại lục vô cùng xa xôi, nếu như lần này không rời đi, người bình thường muốn trở lại chiến hồn đại lục là không có khả năng. Lần này, hết thảy xuất hiện 31 mai thần lực chi tinh, ai, đáng tiếc ta một khỏa đều không được. Không phải nhụt chí, thần kiếp chi địa cũng có hy vọng tìm được thần lực chi tinh, chỉ là hy vọng nhỏ bé mà thôi, nhưng chung quy vẫn có khả năng, không phải sao. Muốn từ thần kiếp chi địa được thần lực chi tinh, ta xem ngươi là nằm mơ đi, trừ phi quân công tích lũy đến một cấp độ đáng sợ, bằng không mà nói, muốn có được thần lực chi tinh cơ bản không có khả năng, 1000 năm qua có mấy người đạt đủ quân công để đổi thần lực chi tinh. Thanh âm nghị luận không ngừng truyền đến, bọn hắn đều đang đợi thông đạo truyền tống mở ra, mặc dù đại bộ phận người không có đạt được thần lực chi tinh nhưng bọn hắn cũng không thể không rời đi. Còn có số ít người đem hy vọng ký thác vào bên trên thần kiếp chi địa, nơi đó là hy vọng cuối cùng để bọn hắn thu hoạch thần lực chi tinh. Oanh long long, tầm nửa ngày sau, quang mang cột sáng màu trắng lần thứ 2 hừng hực lên, thiên không long long không dứt, hiển nhiên đây là thông đạo truyền tống muốn mở ra. Từng đạo lưu quang từ 4 phía lao tới, sau đó tất cả đều rơi vào xung quanh thông đạo truyền tống. Trong đám người có một thân ảnh áo bào đen còng xuống cực kỳ không đáng chú ý. Vành nón che khuất cả khuôn mặt, nếu như xốc vành nón lên nhất định có thể nhìn thấy một đôi con mắt đóng chặt. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm biến thành một khuôn mặt khác, vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm cải trang một phen. Thậm chí, để lẫn vào bên trong những người này, liền Tiểu Kim hắn đều đưa vào bên trong Tiểu Thiên Địa. Không thể không nói, Tiêu Phàm cải trang cũng coi như thành công, chí ít cho đến bây giờ còn không người nhận ra thân phận hắn. Bất quá Tiêu Phàm một mực chú ý cẩn thận, cỗ bất an trong lòng hắn càng tới gần thông đạo truyền tống cũng càng ngày càng mạnh, hồn lực đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hả, đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào mấy đạo thân ảnh, nơi xa, 3 con hồn thú to lớn đang bị người chiến thần điện xua đuổi, hướng về thông đạo truyền tống tới gần. Trên người 3 con hồn thú tản ra một cỗ vô thượng hung uy, trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên. Chẳng lẽ 3 con này chính là hồn thú bị phong ấn ở phong ma chi địa giống Chọc Thiên Hồng? Tiêu Phàm đoán không sai, bên trong 3 con hồn thú có một đầu chính là cửu mệnh ma thiền, chỉ là bây giờ 3 con hung thú đều bị người chiến thần điện bắt làm tù binh. Lúc trước Lâu Ngạo Thiên rút đi đại bộ phận lực lượng Chọc Thiên Hồng bọn hắn đi đối kháng ma chảo màu đen, mặc dù trọng thương ma chảo,
nhưng lực lượng chọc thiên hồng bọn hắn đã tạm thời rơi xuống thần giai, tự nhiên không phải đối thủ chiến thần điện cường đại. Chọc thiên hồng khá may mắn nhưng cũng khá bất hạnh, may mắn là không có bị chiến hoàng thiên bắt sống, bằng không tất nhiên sống không bằng chết, bất hạnh là cuối cùng lại rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Sau đó, tâm thần Tiêu Phàm lại rơi vào trên người ba con thần thú bên cạnh Kỳ Hiểu, trong lòng sát ý lặng yên dâng lên, bất quá có rất nhanh dập tắt. Thông đạo truyền tống mở ra, tất cả mọi người rời khỏi Lâu Lan cổ địa, người không rời khỏi tự gánh lấy hậu quả. Kỳ Hiểu hét to một tiếng, liền dẫn đầu bước vào bên trong thông đạo truyền tống. Người chiến thần điện liên tục cùng lên, còn có ba con hồn thú bị bọn hắn bắt sống cũng nhao nhao bị kéo vào thông đạo truyền tống. Cảm nhận được tu sĩ bốn phía nhao nhao đạp không mà lên, Tiêu Phàm cũng không do dự nữa, theo đám người hướng về thông đạo truyền tống dựa vào, hồn lực thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía. Chẳng lẽ là linh giác ta sai? Mắt thấy bản thân cách thông đạo truyền tống càng ngày càng gần, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, cau mày, hay là, khi ta tiến vào thông đạo truyền tống sẽ gặp phải. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm kéo kéo vành nón, vẫn không có lui ra phía sau. Nếu như lần này không cách nào rời đi, ai biết rõ lúc nào có thể trở lại chiến hồn đại lục. Lâu Ngạo Thiên cũng đã có nói, nơi này cách chiến hồn đại lục vô cùng xa xôi, bằng không mà nói, chiến thần điện cũng sẽ không tìm Lâu Lan cổ địa 5.000 năm. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một bước bước vào bên trong thông đạo truyền tống, trong nháy mắt khi hắn bước vào thông đạo truyền tống, đột nhiên, một cỗ khí thức vô cùng đáng sợ từ trên cao mãnh liệt mà xuống. Danh con! Lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Đột nhiên, một đạo thanh âm cười lạnh vang lên, ngay sau đó một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ Tiêu Phàm, gắt gao tập trung vào hắn. Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác thân thể bản thân căn bản không có cách nào động đậy, thật giống như bị một cái tay bóp lấy, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Bị phát hiện, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, hồn lực đề phòng liếc nhìn lấy bốn phía. Khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là hắn cảm giác cỗ khí tức này vô cùng quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua, sau đó trong lòng bỗng nhiên lột bột một cái, run giọng nói, là hắn. Tiêu Phàm thực sự nghĩ không ra bản thân vì sao bị phát hiện, hắn rõ ràng cải biến dung mạo, cũng cải biến khí tức hồn lực, làm sao còn có người có thể nhìn thấu hắn. Bất quá khi hắn hồi tưởng lại chiến thần cảnh chiến thiên cửu 3 tháng trước, hắn liền thoải mái, đây chính là chiến thần cảnh. Khẳng định có thủ đoạn đặc dị. Hơn nữa, cũng chỉ có siêu cấp cường giả mới có thể giam cầm hắn, làm hắn không thể động đậy. Phía trên không trung, chiến thiên cửu bó chặt áo bào đen đột nhiên xốc vành nón lên, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Danh con, rốt cục bắt được ngươi, lần này xem ngươi chạy chỗ nào, coi là thay đổi khuôn mặt liền có thể dưới mắt bản thần trốn hay sao, thực sự là vô tri. Ngữ khí chiến thiên cửu lạnh như băng nói. Trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Sau đó, hắn đột nhiên một tay chụp vào thông đạo truyền tống, muốn từ bên trong thông đạo truyền tống tới gần Tiêu Phàm. Oanh long long, cũng đúng lúc này, thông đạo truyền tống đột nhiên bỗng nhiên rung rung, lít nha lít nhít liệt phùng xuất hiện ở trên đó, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Thông đạo truyền tống sắp sụp đổ, nhanh tiến vào. Đột nhiên một đạo tiếng kêu to quanh quẩn trong thông đạo truyền tống. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm cảm giác thân thể bản thân bị một cỗ đại lực va chạm một cái, sau đó bị đưa vào trong thông đạo truyền tống. Những người khác cũng đều điên cuồng lên, nếu như thông đạo truyền tống bị hủy diệt, bọn hắn sẽ phải vĩnh cửu lưu ở Lâu Lan cổ địa. Khi bọn hắn nhìn đến, thông đạo truyền tống mở ra là vì thần lực chi tinh, cho nên chiến thần điện mới có thể ra vốn gốc lớn như thế, dù là hủy diệt cũng sẽ xây lại thông đạo. Nhưng hiện tại khác biệt, nếu như thông đạo bị hủy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốn hao đại giới lớn như vậy. Người đâu, còn chưa kịp tiến vào thông đạo truyền tống, chiến thiên cửu đột nhiên mắt trợn tròn, hắn có loại xúc động muốn thổ huyết. Vừa nãy hồn lực hắn còn có thể khóa chặt Tiêu Phàm, nhưng mà trong nháy mắt Tiêu Phàm liền biến mất không thấy gì nữa, hồn lực đảo qua bốn phía thông đạo truyền tống, rốt cuộc không thấy bóng dáng Tiêu Phàm. Hỗn trướng, là ai? Chiến thiên cửu phẫn nộ không thôi. Thiếu chút nữa thì giận dữ hủy thông đạo truyền tống. Chỉ là, đây không chỉ là cơ hội tu sĩ về chiến hồn đại lục, cũng là cơ hội chiến thiên cửu hắn trở về. Đáng tiếc, hắn không thể thông qua thông đạo truyền tống, mà chỉ có thể dựa vào hồn thiên tinh hỏa toa. Bất quá, hồn thiên tinh hỏa toa lại đang trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rời đi,
hắn làm sao có thể lấy được hồn thiên tinh hỏa toa. Bên trong thông đạo truyền tống, Tiêu Phàm cảm thụ cỗ khí thế bàng bạc kia đã biến mất không thấy gì nữa, hắn hiện tại đã xuất hiện ở trên đường thông hướng chiến hồn đại lục. Mà ở bên cạnh hắn lại đứng đấy một đạo thân ảnh áo bào trắng, lúc hồn lực Tiêu Phàm đảo qua đạo thân ảnh này, trên mặt đều là vẻ khó tin. Bái kiến điện chủ, thân ảnh áo bào trắng thấp giọng nói, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lãnh huynh, ngươi là làm sao nhận ra ta? Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, hắn nghĩ qua người cứu hắn là Tiêu Linh Nhi cùng Dịch Bằng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại là người này. Thân ảnh áo bào trắng không phải người khác, chính là Tu La Điện đệ tứ Diêm La Lãnh Thiếu Nhật, sự tình thần vực chính là hắn phụ trách. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh Thiếu Nhật vậy mà cũng tiến vào Lâu Lan cổ địa, ba tháng này hắn còn chưa từng nghe nói qua sự tình Lãnh Thiếu Nhật. Đủ để thấy, Lãnh Thiếu Nhật ẩn tàng rất tốt. Cái này mới chân chính là thiên tài sát thủ. Điện chủ, người cũng đừng quên trước đó thể nội Tu La Nô Ấn chúng ta, mặc dù Tu La Nô Ấn giải trừ, nhưng cách nhau không phải quá xa thì ta vẫn là có thể cảm ứng được ngươi. Lãnh Thiếu Nhận cười nói. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận, không nghĩ tới Lãnh Thiếu Nhận là như thế nhận ra bản thân, nếu đổi lại những người khác, đoán chừng liền không có khả năng. Ngừng lại, Lãnh Thiếu Nhận lại nói, sớm vào nửa năm trước. Nghe sự tình Tu La Điện ta liền len lén gia nhập chiến thần điện, sự tình điện chủ đại nhân ta nghe nhiều nên thuộc A, đều nghe đến chai tai. Đây đều là việc nhỏ. Tiêu Phàm lắc đầu, bình tĩnh xuống, nói, ngươi bây giờ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lấy quy củ chiến thần điện sẽ đem ngươi đưa vào thần kiếp chi địa, đến thời điểm. Lãnh Thiếu Nhận từ khi đột phá chiến thánh cảnh liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi không đến 2 năm đã đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ. Không hổ là cấp nhân vật thiên tài. Chỉ là tại chiến thần điện, dạng thực lực này lại không tính là gì. Điện chủ yên tâm, ta đã nghĩ kỹ đường lui. Lãnh Thiếu Nhận cười nói, lần này tới, ta chỉ là kiến thức Lâu Lan cổ địa mà thôi, chỉ là không nghĩ tới chuyến đi Lâu Lan cổ địa lại là một cái âm mưu. À, Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc năng lực phán đoán của Lãnh Thiếu Nhận, nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết. Hắn đoán chừng đều sẽ không hoài nghi đây là một chỗ bảo địa. Ta tận mắt thấy chiến thần điện nhị trưởng lão đem một chút thần lực chi tinh ném vào Lâu Lan cổ địa, sau đó để cho người ta cướp đoạt, nguyên lai Lâu Lan cổ địa chỉ là một mảnh tử địa mà thôi. Lãnh Thiếu Nhận giải thích nói. Ta nói thần lực chi tinh là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là như thế. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm trọng, ngữ khí có chút lạnh, lại nói, lần này nếu như không phải ngươi. Ta liền thật phiền phức. Nói đến đây Tiêu Phàm thở dài một hơi, hắn rất rõ ràng hậu quả bị chiến thiên cửu cuốn lấy, cho dù không chết, đoán chừng cũng phải ở lại Lâu Lan cổ địa đợi một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù đoạt được hồn thiên tinh hỏa toa của chiến thiên cửu, nhưng luyện hóa cũng cần thời gian. Điều này nói rõ mệnh điện chủ cứng rắn, coi như không có thuộc hạ, khẳng định cũng sẽ có những người khác tương trợ. Lãnh Thiếu Nhận lại cực kỳ khiêm tốn nói. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không tin cái gì mệnh, có thời điểm vận khí tốt cố nhiên là chuyện tốt, nhưng một người không có khả năng đều là vận khí tốt. Đúng rồi, thông đạo truyền tống là thông hướng chiến thần điện sao? Tiêu Phàm cũng không dây dưa vấn đề này, nói ra. Không sai. Lãnh Thiếu Nhận cổ quái nhìn Tiêu Phàm, kinh ngạc nói, điện chủ không phải là chuẩn bị đánh chủ ý vào chiến thần điện chứ? Chờ một thời gian lại nói. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, trong lòng hắn quả thật có quyết định này, bởi vì Lâu Ngạo Thiên nói qua, lực lượng chiến thần điện chủ yếu đều ở thần kiếp chi địa, chiến hồn đại lục có rất ít chiến thần chân chính. Lần này là bởi vì mở ra thông đạo truyền tống, tình huống tương đối đặc thù, chờ một thời gian, Tiêu Phàm thật đúng là chuẩn bị đến chiến thần điện hảo hảo vơ vét một cái. Lãnh huynh, việc này ngươi cũng không cần tham dự. Tiêu Phàm lại nói, mở bàn tay. Lập tức một mai hồn giới xuất hiện ở trong tay, đưa cho Lãnh Thiếu Nhận nói, thời gian không nhiều, nói ngắn gọn, trong này là 100 khối truyền âm ngọc phù, ngươi tự xử lý. Truyền âm ngọc phù, vẻ mặt Lãnh Thiếu Nhận vô cùng nghi hoặc, Tiêu Phàm sau đó thô sơ giản lược giải thích cho hắn một cái diệu dụng truyền âm ngọc phù, trong lòng Lãnh Thiếu Nhận thật lâu không thể bình tĩnh. Truyền âm ngọc phù sử dụng rất đơn giản, đầu tiên là người nắm giữ nhỏ vào một giọt tinh huyết luyện hóa truyền âm ngọc phù. Sau đó chỉ cần trước đó lưu lại một sợi hồn lực của đối phương trên truyền âm ngọc phù,
khởi động truyền tống hồn văn phía trên liền có thể truyền tống đến truyền âm ngọc phù. Đây cũng là kết quả Tiêu Phàm cố gắng hơn 2 tháng, mặc dù hắn một mực ở bên ngoài sông sáo, nhưng ba linh hồn phân thân khác một mực không có nhàn rỗi, cuối cùng làm ra truyền âm ngọc phù. Đương nhiên, cái này còn phải cảm tạ Độc Cô Tướng Đình, nếu như không phải hắn, Tiêu Phàm muốn có được thiên âm thạch cũng rất khó. Điện chủ, có ngọc phù này, Tu La Điện phát triển ít nhất có thể nhanh gấp 10 lần. Lãnh Tiếu Nhận vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tu La Điện hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh, sau đó Tiêu Phàm lại lấy ra một đôi truyền âm ngọc phù, hai người riêng phần mình đẩy vào một giọt máu tươi, sau đó đưa vào một sợi hồn lực. Điện chủ, nhanh đến. Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên nhìn về phía dưới nói. Về sau có sự tình gì cứ dùng nó tìm ta. Tiêu Phàm đem truyền âm ngọc phù giao cho Lãnh Tiếu Nhận, sau đó lách mình hướng về phía trước bay đi. Hô, quang mang lóe lên, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở phía trên truyền tống ngọc đài, hắn không dám không kiêng nể gì cả dùng hồn lực liếc nhìn bốn phía, chỉ có thể đi theo dòng người xuống. 3 tháng, còn 3 tháng, con mắt ta đây hẳn là có thể mở ra. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Không có con mắt, chỉ dựa vào hồn lực, dù là qua 3 tháng. Tiêu Phàm vẫn có chút không quen. Nhất là trước mặt cường giả chiến thần cảnh, hắn căn bản không dám dùng hồn lực đi dò xét. Cũng may mắt hắn cũng không phải là mù mãi mãi, bằng không mà nói, Tiêu Phàm cũng không có khả năng bình tĩnh như thế. Điện chủ, đi theo ta. Đang lúc Tiêu Phàm mờ mịt, thanh âm Lãnh Tiếu Nhận vang lên bên tai Tiêu Phàm vội vàng đi theo Lãnh Tiếu Nhận. Rất nhanh, hai người liền vòng qua đám người, xuất hiện ở một nơi hẻo lánh dọc theo quảng trường. Lãnh Tiếu Nhận, người muốn vào thần kiếp chi địa sao? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Tiêu Phàm gọi thẳng tên Húy, trên mặt Lãnh Tiếu Nhận lộ ra vẻ sán lạn, cái này nói rõ Tiêu Phàm là triệt để tiếp nhận hắn, mà không phải khách khí lấy huynh đệ xưng hô. Điện chủ, nói thực sự ta muốn đi vào, nhưng ta hiện tại lại không thể đi vào. Lãnh Tiếu Nhận gật đầu. Lại lắc đầu nói, thực lực Tu La Điện hiện tại còn không được tốt lắm, những người chúng ta nếu đi, ai đi phát triển Tu La Điện? Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng biết phát triển Tu La Điện không có khả năng dựa vào một mình hắn cố gắng, mà cần rất nhiều người cố gắng. Thế nhưng người chân chính có thiên phú, trước tiên nghĩ đến chính là Chiến Thần Điện, không có ai sẽ nghĩ đến gia nhập Tu La Điện. Vừa nghĩ tới thực lực Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm liền trở nên có chút ngưng trọng. Lâu Ngạo Thiên cũng đã nói, Chiến Thần Điện tối thiểu nhất có 500 chiến thần, cỗ lực lượng này đã đủ để hủy diệt chiến hồn đại lục. Điện chủ, nói thực sự chúng ta áp lực rất lớn, Tu La Điện hiện tại vừa mới phát triển, mặc dù có cất bước nhưng thiếu nhất vẫn là nhân tài. Lãnh Tiếu Nhận hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm lại làm sao không biết áp lực to lớn đây, thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể tận lực thay Tu La Điện gom góp tài nguyên. Tu La Điện tại thần vực phát triển như thế nào? Tiêu Phàm truyền âm nói. Gia nhập Tu La Điện có chừng 20 vạn người, bất quá tu vi chiến thánh cảnh trở lên chỉ có 3 người, chiến đế cảnh trở lên không đến 50, đại bộ phận đều là phía dưới chiến vương cảnh. Lãnh Tiếu Nhận nói ra. 20 vạn, Tiêu Phàm cau mày, lắc lắc đầu nói, 20 vạn quá nhiều, người từ bên trong những người này chọn ra 100 người. 100 người. Lãnh Tiếu Nhận không hiểu nhìn Tiêu Phàm, những người khác thì sao? Không sai, chỉ cần 100 người, những người khác liền để bọn hắn phát triển bình thường đi, bất quá 100 người này, ta không nhìn thiên phú, chỉ nhìn tâm tính. Tiêu Phàm thập phần chắc chắn nói. Lãnh Tiếu Nhận không biết Tiêu Phàm là có ý gì, nhưng hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm khẳng định không phải không có dụng ý, sau đó lại hỏi, việc này có vội hay không? Không vội, cho ngươi thời gian nửa năm. Ngoài ra người nghĩ biện pháp thông chi 8 người ảnh phong bọn hắn, nửa năm sau mang theo 100 người của riêng mình đi thiên vực sở ra tìm ta. Sự tình cửu vực liền tạm thời giao cho người tín nhiệm phụ trách. Tiêu Phàm nói ra. Vâng, Lãnh Tiếu Nhận gật đầu, hắn từ trên mặt Tiêu Phàm nhìn thấy một cỗ tự tin to lớn, có lẽ bọn hắn chọn lựa 800 người này, tương lai sẽ trở thành trụ cột vững vàng Tu La Điện. Tốt, sự tình trước hết đến đây, người trước rời đi đi. Vạn nhất có người nhận ra ta, người cũng sẽ xui xẻo theo. Tiêu Phàm nói ra, mặc dù hắn hiện tại bó chặt áo bào đen, cũng biến thành một khuôn mặt khác, nhưng có một chút hắn cải biến không được,
đó chính là hai mắt mù. Người hữu tâm nếu như muốn tìm hắn gây phiền phức là rất dễ dàng nhận ra, dù sao lần này tại Lâu Lan cổ địa đã đắc tội không ít người. Điện chủ bảo trọng. Lãnh Tiếu Nhận gật đầu, Tiêu Phàm nói như vậy khẳng định có tự tin, hắn lưu ở chỗ này ngược lại mang cho Tiêu Phàm không ít phiền phức. Cũng ngay lúc này, trên truyền tống ngọc đài xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một nam tử chiến bào màu tím, vừa mới xuất hiện ở bên trên truyền tống ngọc đài, còn người sắc bén liền liếc nhìn lên trên quảng trường. Chiến bào màu tím nam tử không phải ai khác mà chính là Chiến Hoàng Thiên, rất nhiều người cảm nhận được ánh mắt sắc bén, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Sau một lát, ánh mắt Chiến Hoàng Thiên đột nhiên rơi vào bên trong một cái góc, khóe miệng hiện lên một vòng âm lãnh. Góc kia chính là vị trí Tiêu Phàm mặc dù nhìn không thấy nhưng linh giác nhạy cảm biết bao, trong nháy mắt cảm giác mình bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ bản thân lại bị nhận ra, Tiêu Phàm thầm mắng. Lâu như vậy đến nay, Chiến Thiên Cửu là người duy nhất có thể nhìn thấu hắn, Chiến Thiên Cửu chính là chiến thần cảnh, không có khả năng từ truyền tống Lâu Lan cổ địa về đến mới đúng. Những người khác muốn dựa vào khí tức hồn lực cùng hình dạng nhận ra bản thân cơ hồ là không có khả năng, huống chi bản thân hiện tại bó chặt vành nón, ai cũng nhìn không thấy con mắt bản thân mới đúng. Kiếm hạt tử, lăn ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ đối phương là ai, lại là Chiến Hoàng Thiên, chỉ là hắn nghi hoặc là, Chiến Hoàng Thiên như thế nào nhận ra bản thân đây? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều. Một cỗ khí thức cường đại lao thẳng tới hắn mà đến, hư không cũng hơi lay động mấy lần. Những người khác cảm nhận được cỗ khí thế này, tất cả đều hướng về hai bên thối lui, rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, không biết Chiến Hoàng Thiên tại sao lửa giận lớn như vậy. Thân hình Tiêu Phàm biến hóa, rất nhanh liền biến thành bộ dáng kiếm hạt tử, sau đó chậm rãi xốc vành nón, lập tức lộ ra khuôn mặt. Dám đắc tội thần tử, không phải muốn chết sao? Kia không phải kiếm hạt tử à, nghe nói hắn cướp đi con mồi của Chiến Hoàng Thiên, khó trách Chiến Hoàng Thiên lửa giận lớn như vậy. Kiếm hạt tử lần này đoán chừng chết chắc, nơi này chính là sân nhà Chiến Hoàng Thiên, dù là giết chết hắn, Chiến Thần Điện cũng sẽ không trách tội Chiến Hoàng Thiên. Đám người nhìn Tiêu Phàm như nhìn người chết, bọn hắn nhìn đến, Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ. Bất quá thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Ngược lại hơi nghi hoặc một chút nói ra, Chiến Hoàng Thiên, ngươi làm sao nhận ra ta? Coi là biến hóa hình dạng thì ta không nhận ra ngươi sao? Ngươi hết thảy đều có thể biến, nhưng khí tức mệnh cách không thay đổi được. Chiến Hoàng Thiên cười lạnh nói, hắn lăng không dạo bước, từng bước một hướng đến Tiêu Phàm, khí thế đáng sợ quét sạch xuống. Khí tức mệnh cách sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, trong đầu lóe qua một đám suy nghĩ, đột phá chiến thần cảnh. Tu sĩ liền sẽ cảm ứng được mệnh cách bản thân, lão đầu kia đoán chừng cũng là dạng này mới có thể nhận ra ta, mà Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, mệnh cách thiên sinh cường đại không kém gì chiến thần cảnh, khó trách hắn cũng có thể nhận ra ta. Tiêu Phàm rốt cục minh bạch bản thân trước đó vì sao sẽ lộ tẩy, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại bình tĩnh như thường. Làm sao, người muốn giết ta? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Hắn chỉ là không muốn cùng Chiến Hoàng Thiên liều mạng mà thôi, cũng không phải là hắn sợ Chiến Hoàng Thiên. Người trẻ tuổi, đắc tội thần tử còn không quỳ xuống đền tội. Thanh âm băng lãnh từ tứ phương quảng trường truyền ra, tất cả người Chiến Thần Điện đều bao vây xung quanh. Khí thế cường đại liền ép tới người sông không ra hơi, tu sĩ bốn phía đều lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như nhìn một người chết. Đền tội, chỉ bằng các ngươi, có được không? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thần sắc ngạo nghễ vô cùng, trên mặt đều là vẻ phóng đãng không bị trói buộc, một chút cũng không đem những người này đặt ở trong lòng. Một nhóm tu sĩ chiến thánh cảnh mà thôi, Tiêu Phàm làm sao có thể sợ bọn họ đây? Nghe thấy lời nói khinh thường của Tiêu Phàm, người Chiến Thần Điện vô cùng phẫn nộ, trong tay cầm vũ khí, khí thế đáng sợ xông thẳng đến Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm bất phi sở động, hờ hững nói, làm sao? Người Chiến Thần Điện đều không thấy những người mạnh hơn mình sao? Các ngươi muốn giết ta không đơn giản, không phải có mấy vị chiến thần cường giả à, để bọn hắn xuất thủ không phải hơn sao? Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng xứng chiến thần đại nhân xuất thủ. Người Chiến Thần Điện xem thường nhìn Tiêu Phàm nói. Ngay cả năm hắc y nhân cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường,
tựa như cực kỳ khinh thường xuất thủ. Chưa từng cảm nhận được sát ý chiến thần cảnh, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, ở giữa chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh giống như một đạo thiên khiển, nếu bọn hắn xuất thủ, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thực sự là người không biết sợ, chiến hoàng thiên rốt cục nói chuyện, ngay cả hắn cũng không dám cùng chiến thần cảnh giao phong, trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, lại còn dám nói bừa khiêu khích chiến thần cảnh, nhất định chính là không có quy tắc. Giết hắn, chiến hoàng thiên lạnh như băng phun ra một câu, căn bản không có ý tứ tự tay ứng phó Tiêu Phàm, nơi này chính là sân nhà hắn, giết người cũng chỉ cần một câu mà thôi. Giết, tu sĩ chiến thần điện nhao nhao bước ra, mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách, sát khí khủng bố phóng lên tận trời, bình thường bọn hắn không được dám ở chỗ này xuất thủ, nhưng hôm nay là được chiến hoàng thiên cho phép. Nếu như có thể giết Tiêu Phàm, đến thời điểm chắc chắn được chiến hoàng thiên coi trọng, dạng cơ hội tốt này ai cũng sẽ không bỏ qua. Nơi xa, Tiêu Linh Nhi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bị người chiến thần điện vây công, thiếu chút nữa thì xông lên, bất quá lại bị Tiêu Phàm truyền âm hét lại. Hồng Hộc kiếm mang sáng chói tại hư không nở rộ, kiếm khí khinh người lộ ra sắc bén chi khí đáng sợ, bao phủ vùng hư không này, bao phủ Tiêu Phàm vào trong. Tiểu tử này thật đúng là uất ức, nếu là ta, dù sao cũng chết, không bằng liều cùng bọn hắn, kéo mấy cái đệm lưng. Vừa nhìn thấy cuồng vọng như thế, còn tưởng rằng hắn có mấy phần lá gan, không nghĩ tới ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, chết cũng đáng đời. Chiến thần điện muốn giết người, còn có ai có thể sống sót sao? Người các đại cổ tộc xem thường nhìn Tiêu Phàm, trong lòng bọn hắn cực kỳ không dễ chịu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người chiến thần điện ở chỗ này tùy ý nắm giữ lấy quyền sinh sát, nếu như muốn giết bọn hắn lại có phản kháng hay không? Bất quá cũng có một số ít người lộ ra vẻ lạnh lùng, thậm chí ước gì lập tức giết Tiêu Phàm, cũng tỉ như người Mộ Dung gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc, bọn hắn là có không ít người bị kiếm hạt tử giết chết. Nói các ngươi không được, còn không tin. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ bên trong kiếm khí hải truyền ra, ngay sau đó, vô số kiếm khí đột nhiên cuốn ngược quay về, xông thẳng tới tu sĩ bốn phía. À, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thật nhiều người bị kiếm khí đâm trúng, máu tươi vẩy ra hư không, có mấy người càng kém chút bị chém giết. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trong kiếm khí hải đi ra, hắn nhìn như rất chậm, nhưng cẩn thận xem xét sẽ phát hiện bước chân thập phần quỷ dị, tần suất biến hóa thập phần nhanh, vừa lúc tránh thoát kiếm khí cắt đứt. Hắn như dẫm trên đất bằng, xuất hiện ở không trung, áo bào đen như trước, không có bất kỳ tổn thương, tất cả mọi người thấy cảnh này không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm đứng ở đó chắp tay, hướng về phía chiến hoàng thiên ngoác ngoác ngón tay, muốn giết ta, bằng đám gà đất chó sành còn không được, người tự mình lên đi. Gà đất chó sành, sắc mặt những người chiến thần điện khác khó xử tới cực điểm, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn còn là lần thứ nhất bị người xưng là gà đất chó sành, bọn hắn là cường giả chiến thần điện, vô luận là ở đâu đều là nhân vật được người tôn kính. Nhưng hiện tại lại bị người khinh thường như thế. Bọn hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được lần nữa xông lên. Ngươi rất tốt, chiến hoàng thiên nhe răng cười một tiếng, dám ở chiến thần điện khiêu khích hắn, đây không phải tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Vô chi, nơi xa, một người áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Kỳ Hiểu nơi xa nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng rời đi trước, các ngươi quản lý rất tốt, vẫn còn có người dám ở chiến thần điện dương oai. Kỳ Hiểu biến sắc. Mấy vị đại nhân này đối với bọn hắn cực kỳ không hài lòng, nếu để cho điện chủ đại nhân biết, kết cục bọn hắn tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Kỳ Hiểu vội vàng cung kính một xá nói, mấy vị đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định xử lý thích đáng việc này. Hừ, như vậy là tốt nhất, người áo đen lạnh rên một tiếng, cùng bốn người khác bỗng biến mất tại chỗ, đối với tu sĩ chiến thánh cảnh, bọn hắn tựa như cực kỳ khinh thường. Cảm nhận được bốn người biến mất. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, không có chiến thần cảnh ngăn lại hắn, những người chiến thần điện này, Tiêu Phàm hắn lại có sợ gì đâu. À, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khóe miệng cong thành một đạo cung quỷ dị. Hắn rất muốn lập tức triệu hồi ra Chọc Mệnh Thiên Vĩ cùng huyết ma, bất quá hắn vẫn nhìn xuống, năm người áo đen có lẽ còn chưa đi xa, chờ bọn hắn triệt để rời đi lại nói. Nếu là lúc trước, hắn đối mặt chiến thần điện còn e ngại mấy phần, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm là 10 phần tự tin.
chỉ cần không có cường giả chiến thần điện xuất thủ, chiến hồn đại lục chiến thần điện lại có gì đáng sợ. Phải biết, Lâu Ngạo Thiên từng nói cho hắn biết, chiến thần điện lợi hại nhất cũng chính là đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện mà thôi. Đệ nhất phân thân mặc dù đến gần vô hạn chiến thần cảnh nhưng vẫn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi. Sắp chết đến nơi còn cười được, chiến hoàng thiên cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Ta cười rốt cục đã có thể đại khai sát giới. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, không có mấy chiến thần cảnh, Tiêu Phàm coi như đại khai sát giới cũng có thể thong dong rời đi. Đại khai sát giới, ha ha, tiểu tử này đầu không có bệnh a. Tại chiến thần điện đại khai sát giới, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một người thanh niên tu sĩ chiến thần điện ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Phốc, lời còn chưa dứt, hắn trong nháy mắt ngưng kết lại, ngay sau đó, đầu hắn lăn xuống, một cột máu tươi phun ra. Chết, trong lòng đám người run lên, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin, ai cũng không ngờ tới hắn thực dám ở chỗ này giết người. Ta không phải là ai, ta chỉ là một người khiến các ngươi vĩnh viễn sống trong cơn ác mộng mà thôi. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, tay hắn nắm Tu La kiếm, chậm rãi hướng về đám người bốn phía đi đến. Thân ảnh hắn rất bình thản, lại tựa như kinh lôi vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ai dám để tu sĩ chiến thần điện sống ở bên trong ác mộng, gia hỏa này thật đúng là vô cùng cuồng vọng. Hỗn trướng, làm thịt hắn. Nơi xa, Kỳ Hiểu rốt cục nhìn không được, phẫn nộ quát. Vừa nãy mấy vị đại nhân đều nhìn không nổi, nếu như còn để tiểu tử này náo ra chuyện lớn, hắn cũng không giữ nổi chức trưởng lão chiến thần điện. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy bọn hắn nói, tay hắn cầm Tu La kiếm hướng về những người chiến thần điện vừa muốn giết hắn. Mỗi một bước, Tu La kiếm liền vung ra một kiếm, kiếm không có bất luận là sóng năng lượng nào, chỉ có thể nhìn thấy một đạo chớp lóe, nhưng dưới mỗi một kiếm đều chỉ ít có một người tử vong. Tiểu tử này chẳng lẽ điên hay sao, vậy mà thực có can đảm tại chiến thần điện đại khai sát giới. Đám người cũng bị cử động Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Từng ấy năm tới nay như vậy còn từ không người nào dám tại thiên thần phong chiến thần điện đại khai sát giới, đây quả thực là hành vi tự tìm cái chết. Ta tới chảm ngươi, chiến hoàng thiên rốt cục nhìn không được, thần sắc lạnh lùng, một kiếm hướng về Tiêu Phàm chém tới. Hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ qua, chiến thánh cảnh đỉnh phong bình thường đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ, những chiến thánh cảnh trung hậu kỳ này lại làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm đâu. Sớm động thủ không phải tốt rồi ư. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, đối mặt chiến hoàng thiên, hắn vẫn không dám quá khinh địch, không nói hắn là thiên hữu chi nhân. Riêng thực lực hắn đã làm cho Tiêu Phàm phải cẩn thận đối đãi. Không đợi hắn động thủ, một cỗ uy thế đáng sợ giống như giang hải mãnh liệt mà đến, trước mặt cỗ uy thế này, toàn thân Tiêu Phàm lay động một cái, thân thể tựa như không nghe sai khiến, kém chút quỳ sát xuống. Đây là lĩnh vực gì? Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, từ bên trong cỗ khí thế này, Tiêu Phàm cảm nhận được uy nghiêm của rồng, lại bắt được một loại khí tức chí tôn quý khí khác. Tiêu Phàm suy đoán, chiến hoàng thiên lĩnh ngộ lĩnh vực này vô cùng có khả năng liên quan đến chiến hồn của hắn. Sau một khắc, thần long huyết mạch vận chuyển lên, giống như một đầu chân long trong cơ thể gầm thét, uy thế trùng thiên, trong nháy mắt đem uy thế lĩnh vực chiến hoàng thiên ngăn cản bên ngoài. Oanh long long, lực lượng hai người đâm vào cùng một chỗ, tu sĩ bốn phía trong lúc nhất thời hoàn toàn không chịu được, càng là có người bị khí thế hai người va chạm không ngừng ho ra máu. Lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu sôi trào. Vậy mà ngăn cản được. Nơi xa, Kỳ Hiểu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn rất rõ ràng thực lực chiến hoàng thiên, cho dù là hắn đều không phải đối thủ chiến hoàng thiên, Tiêu Phàm lại có thể ngăn trở thế công chiến hoàng thiên, chẳng phải là nói rõ mình cũng không bằng hắn. Sắc mặt những người chiến thần điện khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn còn muốn xông lên giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm biểu hiện ra thực lực, bọn hắn đều không phải là đối thủ. Lại như thế nào giết chết Tiêu Phàm đâu? À, nếu như ngươi chỉ có dạng lực lượng này, vậy ngươi có thể đi chết. Chiến Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên phóng đại, ngay sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Một đạo kiếm cầu vồng lướt qua hư không, kiếm khí sáng chói mắt, giống như một vòng thái dương hừng hực tại hư không xuất hiện, xa xa nhìn lại như có một chuôi thiên ngoại thần kiếm từ cửu tiêu chém xuống. Cùng nói là một chuôi thần kiếm. Kỳ thật càng giống một đầu kiếm long, quang mang toàn thân chói mắt vô cùng. Đại Nhật Thiên Long Trảm,
Theo Chiến Hoàng Thiên quát nhẹ một tiếng, thiên ngoại thần kiếm bá đạo gào thét mà xuống, trường kiếm dài đến mấy chục trượng tản ra một loại lực lượng không thể địch nổi. Đây là lực lượng áo nghĩa? Không đúng, chỉ là thần giai chiến kỹ mà thôi, bất quá một kiếm này tuyệt đối vô địch dưới chiến thần cảnh. Con người đám người kịch liệt run rẩy, kinh hãi cảm thụ uy lực một kiếm kia, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy, giờ phút này không chạy, nhất định sẽ tai bay vạ gió. Đây chính là thần giai chiến kỹ, cho dù không ẩn chứa lực lượng áo nghĩa nhưng đã chạm tới biên giới áo nghĩa, không là không có khả năng thi triển một kiếm này. Thần giai chiến kỹ sao? Tiêu Phàm ngẩng đầu cảm thụ không trung, ra đầu kém chút nổ tung, kiếm mang chưa rơi, nhưng cỗ khí thế không thể địch nổi đã ép tới thân thể hắn có chút chống đỡ không nổi. Loại cảm giác này giống như gánh vác lấy một tòa ma nhạc rộng lớn, cực kỳ cố hết sức. Lục thần tam thức, mắt thấy long hình kiếm khí sắp rơi xuống, Tiêu Phàm cũng rốt cục động, thần long huyết mạch sôi trào lên, hắn trong nháy mắt thôi động 10 giọt tu la thần lực, khí thế lần nữa tăng vọt. Lục thần tam thức vốn là thần giai chiến kỹ lục thần thất thức diễn biến mà thành, mặc dù là tàn quyết nhưng Tiêu Phàm tự tin, ứng phó một kích của Chiến Hoàng Thiên vậy là đủ. Chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm cầu vòng lôi xé hư không, giống như một đầu hung thú hé miệng lớn, muốn đem long hình kiếm khí nuốt chửng. Kiến càng lay cây mà thôi. Trong mắt Chiến Hoàng Thiên đều là vẻ khinh thường, bởi vì một kiếm Tiêu Phàm cũng không cảm nhận được bất luận lực lượng gì đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm cầu vồng mà thôi. Thần giai chiến kỹ, như thế nào một đạo kiếm cầu vồng có thể ngăn cản? Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, biểu lộ Chiến Hoàng Thiên liền ngưng kết lại, chỉ thấy kiếm Tiêu Phàm trực tiếp xé mở long hình kiếm khí, từ đằng xa nhìn lại, liền tựa như một kiếm Tiêu Phàm chém giết một con rồng. Long hình kiếm khí nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí phong bạo quét sạch tứ phương, Tiêu Phàm đứng không nhúc nhích, mặc cho kiếm khí kia xé rách. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy chung quanh hắn hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, đem vô số kiếm khí ngăn cản bên ngoài, căn bản không tới gần được hắn. Người có vẻ như không phải đại thụ mà là một tờ giấy mỏng, liền xem như kiến càng cũng có thể tùy tiện xé nát ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nhắm hai mắt, trong giọng nói đều là vẻ châm chọc. Sắc mặt Chiến Hoàng Thiên âm trầm vô cùng, hắn vừa rồi tự cho là đúng, một kiếm kia trước mặt Tiêu Phàm lại tựa như giấy mỏng. Hừ, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chiến Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại liên tục chém ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều không kém gì một kiếm kia, hơn nữa một kiếm mạnh hơn một kiếm. Rất hiển nhiên, Chiến Hoàng Thiên làm thật, bất quá vẫn không có sử dụng toàn lực, chiến hồn hắn còn chưa thi triển ra, trong mắt hắn, Tiêu Phàm cũng không xứng để hắn thi triển toàn lực. Tiêu Phàm vẫn duy trì bình tĩnh, dẫn ra U Linh chiến hồn. Linh giác trong nháy mắt cường đại đến một cái cấp độ đáng sợ. Không có hai mắt, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào hồn lực cùng linh giác để cảm ứng đối thủ, chỉ là hiện tại Tiêu Phàm cũng không có ưu thế. Mà khi hắn điều động U Linh chiến hồn trong nháy mắt, trong lòng Tiêu Phàm khẽ động, ngẩng đầu nhìn chỗ mây sâu thiên thần phong một cái, hắn cảm giác nơi đó tựa như có thứ gì đang triệu hoán hắn. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mỗi một kích Chiến Hoàng Thiên đều vô cùng khủng bố, chân hắn dẫm kiếm bộ, nhanh chóng xuyên toa tại hư không. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm rốt cục cảm nhận được chỗ tốt khi những lực lượng trước đó bị phong ấn, giờ phút này, dù không có hai mắt nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu bình thường. Đối với mỗi một tấc hư không cảm ứng đều thập phần rõ ràng, tất cả liền tựa như in vào trong đầu hắn, cái này liền gọi là kinh nghiệm chiến đấu, cần thời gian dài đi tích lũy. Ta rốt cục minh bạch lão sư là một bát phẩm chiến hồn tại sao có thể đột phá chiến thánh đỉnh phong. Tiêu Phàm thoáng chút đăm chiêu, đối với túy ông cùng bác lão tràn ngập cảm kích. Còn lo lắng cái gì, cùng một chỗ giết hắn. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm thập phần tùy tiện tránh thoát chiến kỹ công sát của hắn, lập tức nổi giận. Tất cả người chiến thánh cảnh hậu kỳ, cùng tiến lên. Nơi xa, Kỳ Hiểu phẫn nộ quát, bất quá hắn lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Giết, từng tiếng quát như sấm truyền ra, tu sĩ chiến thần điện trong nháy mắt xuất hiện, trong đó có không ít tu sĩ thế hệ trước từ thần kiếp chi địa trở về, những người này đều là tu vi chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hồn lực Tiêu Phàm thô liếc sơ một cái, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, 33 chiến thánh cảnh hậu kỳ, 10 chiến thánh cảnh đỉnh phong, còn có 3 con hung thú cửu giai đỉnh phong. Thật đúng là để mắt ta.
hiện tại rốt cục biết sợ. Đáng tiếc đã trễ, ngươi tự sát đi. Chiến Hoàng Thiên từ trên cao quan sát Tiêu Phàm, liền tựa như nhìn một con kiến hôi. So nhiều người sao, Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, khóe miệng hiện lên một nụ cười, sau đó đưa tay vung lên, từng đạo quang mang nhấp nháy, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Giống, mấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện lập tức ngửa mặt lên trời hô, phát ra từng tiếng hét giận dữ, thanh âm đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Tiểu Kim, Thạch Thánh, Huyết Ma, Long Mãng, cùng Chọc Thiên Hồng đều đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm, trừ Thạch Thánh, bọn Tiểu Kim đều phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn phía. Mà Thạch Thánh lại hiếu kỳ đánh giá thế giới này, trong mắt có chút mừng rỡ, cũng có chút mờ mịt. Nhìn từng bóng người bên cạnh Tiêu Phàm, tu sĩ Chiến Thần Điện nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn từ trên người Tiểu Kim bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ. Cửu giai đỉnh phong, tất cả đều là cửu giai đỉnh phong. Có người kinh hô ra, những người khác đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong đám người, Lãnh Thiếu Nhận thay Tiêu Phàm lau một vệt mồ hôi lạnh, hắn thiếu chút nữa thì xông lên, cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Kim bọn hắn, trong lòng hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn biết, hiện tại Tiêu Phàm đã không phải Tiêu Phàm trước kia, lấy cỗ thế lực bên người Tiêu Phàm này, cho dù chính diện không phải đối thủ Chiến Thần Điện, nhưng tạo thành một chút phiền phức cho Chiến Thần Điện vẫn là có thể. Liền xem như cửu giai đỉnh phong thì như thế nào, các ngươi chỉ là một người thêm năm đầu hồn thú mà thôi, có gì có thể sợ. Chiến Thần Điện là có 10 chiến thánh đỉnh phong, hơn 30 chiến thánh hậu kỳ, về số người vẫn chiếm cứ lấy ưu thế, ngoài ra còn có 3 con hung thú hàng phục tại Lâu Lan cổ địa, một trận chiến này, Kiếm Hạt Tử đoán chừng vẫn là không được. Đúng vậy, hơn nữa nơi này là sân nhà Chiến Thần Điện, tùy thời có viện binh gia nhập, thậm chí còn khả năng có cường giả chiến thần cảnh xuất thủ, giết bọn hắn chỉ là dễ như trở bàn tay. Vừa nãy mấy người áo đen đi đoán chừng là sẽ không tham dự vào chiến đấu, bất quá dù vậy giết bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay. Đám người đều không coi trọng Tiêu Phàm bọn hắn, một chiến thánh hậu kỳ cùng năm cửu giai đỉnh phong, trước mặt Chiến Thần Điện còn nhấc không nổi sóng lớn. Đám người Chiến Hoàng Thiên đều khinh thường nhìn Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một thằng hề biểu diễn, mấy chiến thánh cảnh đỉnh phong xác thực không lọt vào mắt bọn họ. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Đánh nhau sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt quanh quẩn tại hư không, lại nhìn thấy tiểu thạch đầu Thạch Thánh hơi có vẻ hưng phấn đánh giá thế giới xa lạ, căn bản không có bất kỳ sợ hãi gì. Trên người nó hiện ra một cỗ khí thế như có như không, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, rất hiển nhiên ra hỏa này cũng là phần tử hiếu chiến. Không phải đánh nhau, là tới giết người. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, hắn không phải Lâu Ngạo Thiên, sẽ không nhân từ nương tay, đối với kẻ muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Giết người, ta xem ngươi có thể giết ai? Kỳ Hiểu cười lạnh một tiếng, tựa như nghe được trò cười buồn cười nhất, tại Chiến Thần Điện giết người Chiến Thần Điện đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Rất buồn cười đúng không? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại một câu, qua một lúc ngươi liền biết sẽ không buồn cười. Phách lối cái rắm, Thạch gia gia diệt ngươi. Đột nhiên, Thạch Thánh quát một tiếng như sấm, một cỗ khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời, tại hư không hung hăng đạp mạnh, như là tiễn rời dây cung bắn ra. Thạch Thánh mặc dù nhìn qua chỉ lớn bằng bàn tay nhưng bộc phát khí thế lại làm tất cả mọi người giật mình, không có người nào nhận ra lai lịch tiểu gia hỏa này. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết. Kỳ Hiểu quát lạnh một tiếng, phất tay, vô số lôi điện từ phía chân trời gào thét mà xuống. Hư không đều bị xé mở, lôi điện đầy trời trong nháy mắt bao phủ Thạch Thánh. Nhưng mà làm tất cả mọi người kinh hãi là, Thạch Thánh bên trong lôi điện như vào chỗ không người, rất nhanh liền xuất hiện ở bên cạnh Kỳ Hiểu. Kỳ Hiểu biến sắc, hắn không nghĩ tới thiên địa lôi đều không làm gì được Thạch Thánh, vội vàng, một chuôi lớn kiếm hướng lấy Thạch Thánh bổ xuống. Bang, Thạch Thánh công bằng vô tư, trực tiếp dùng nắm đấm đánh vào phía trên đại kiếm. Phát ra thanh âm kim loại va chạm kịch liệt, đốm lửa bắn tứ tung hư không, chỉ thấy trên chuôi đại kiếm này xuất hiện một cái khe to lớn. Lực phản chấn chấn to lớn làm Kỳ Hiểu lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt ửng hồng, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, mà Thạch Thánh lại không lùi mảy may. Chỉ bằng rác rưởi các ngươi cũng có thể ngăn ta. Thạch Thánh biểu hiện thập phần bá đạo, tựa như phát tiết lửa giận trước đó bị Tiêu Phàm liên thủ với Tiểu Kim áp chế. Tiêu Phàm nghe được Thạch Thánh nói,
một trận oán thầm, gia hỏa này không biết học ai, làm sao cảm giác nó cuồng như thế. Chọc Thiên Hồng nhìn chằm chằm Thạch Thánh không trung, trong lòng trầm ngâm nói, Thạch nhân tộc quả nhiên đáng sợ, lôi điện bất xâm, thủy hỏa bất dung, đại biểu cho cực hạn vật lý công kích, há là nhân tộc có thể địch. Giết, Kỳ Hiểu cũng phẫn nộ, nhiều con mắt theo dõi hắn như vậy, hắn không thể mất mặt mũi, bằng không mà nói, chiến thần điện tam trưởng lão cũng phải chạy. Vung tay, vô cùng vô tận lôi điện đánh xuống, sau đó Thạch Thánh trực tiếp đắm chìm trong lôi điện, tốc độ không giảm mảy may, lực bộc phát tiểu gia hỏa làm tất cả mọi người ở đây hãi hùng khiếp vía. Các ngươi đi giúp tam trưởng lão, chiến hoàng thiên chỉ hai chiến thánh cảnh lão giả nói, hai người không chút do dự nhào về phía Thạch Thánh. Sau đó chiến hoàng thiên lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn, ngược lại nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nói, đây là cơ hội tốt ngươi khôi phục thực lực, đừng bỏ lỡ. Đa tạ chủ nhân. Chọc Thiên Hồng kích động nói, đối với nó mà nói, huyết khí cùng mệnh cách tu sĩ là thuốc bổ tốt nhất, mặc dù muốn khôi phục đỉnh phong rất khó, nhưng đến gần vô hạn chiến thần cảnh vẫn là không có vấn đề. Huyết ma cùng Long Mãng kinh ngạc nhìn Chọc Thiên Hồng. Bọn hắn vốn cho là Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm là quan hệ hợp tác, không nghĩ tới Chọc Thiên Hồng vậy mà thần phục Tiêu Phàm. Thiếu chủ, cửu mệnh ma thiền bọn chúng cùng chúng ta xem như quen biết đã lâu, bọn hắn liền giao cho chúng ta. Huyết ma mở miệng nói. Cũng tốt, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm gật đầu nói, nếu như vài đầu hung thú là thời kỳ tột cùng, Tiêu Phàm còn e ngại, muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng Lâu Ngạo Thiên lần trước rút đi đại bộ phận lực lượng bọn chúng, thực lực so Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn mạnh hơn một chút, huyết ma cùng Long Mãng cuốn lấy ba người bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Không gì hơn cái này, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng đối mặt chính là Chiến Hoàng Thiên cùng 7 chiến thánh đỉnh phong, còn có hơn 30 chiến thánh hậu kỳ, áp lực không phải lớn bình thường. Giết bọn hắn, lửa giận Chiến Hoàng Thiên rốt cục bộc phát, Tiêu Phàm vậy mà không lọt vào mắt hắn. Cái này khiến hắn như thế nào không giận đâu. Giết, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, phóng sát cơ đáng sợ, trước tiên hướng về một chiến thánh cảnh đỉnh phong trong đó đánh giết, dù là không có thi triển thần dực, tốc độ của hắn so với chiến thánh cảnh đỉnh phong bình thường cũng nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, ở chỗ này Tiêu Phàm cũng không dám bại lộ thân phận mình là Tu La Điện Chủ, một khi bại lộ, đoán chừng chiến thần điện sẽ đem hết toàn lực gạt bỏ hắn. Liền tựa như trước đó tại Lâu Lan cổ địa, sau khi thân phận hắn hiển lộ, liền chiến thần cảnh đều nghĩ trăm phương ngàn kế gạt bỏ hắn. Mà hiện tại, ở trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ là một tu sĩ phổ thông mà thôi, tự nhiên cũng không tất yếu làm to chuyện đối với hắn, xuất động cường giả chiến thần cảnh. Phốc, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng lồng ngực một lão già trong đó, lần này Tiêu Phàm không thủ hạ lưu tình. Đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn đối với bản thân, đạo lý này Tiêu Phàm rất rõ ràng. Kẻ thứ nhất, Tiêu Phàm đạm mạc nói ra một câu, Tu La kiếm nhấc lên, lão giả kia liền bị một kiếm Tiêu Phàm chém tan thành từng mảnh. Đám người đều bị sát tính Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến gia hỏa này vậy mà thực có can đảm giết người tại chiến thần điện. Từ khi chiến thần điện làm chủ chiến hồn đại lục về sau, dạng sự tình này còn chưa bao giờ phát sinh, dù là Tu La Điện chủ giới trước đều chưa bao giờ tại chiến thần điện giết người, Tiêu Phàm tuyệt đối là kẻ thứ nhất. Kiếm hạt tử, người rất tốt, Chiến Hoàng Thiên cũng bị cử động Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm tối đa cũng liền đánh tổn thương bọn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ giết người. Ta tự nhiên rất tốt, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lóe lên, sát ý đáng sợ bạo phát. Mục tiêu lần nữa khóa chặt một người. Một đầu xúc tu Chọc Thiên Hồng xuất hiện ở vị trí Tiêu Phàm trước đó, những huyết khí kia trong nháy mắt bị nó thôn vệ không còn một mảnh. Tự tìm cái chết, Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng quét Chọc Thiên Hồng một cái, chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua ánh sáng, tiến vào Lâu Lan cổ địa, bản thân không phải liền là vì luyện hóa nó sao. Lần trước được Tiêu Phàm cứu đi, lần này nó cũng không có vận khí tốt như vậy, nơi này chính là chiến thần điện. Liền Tiêu Phàm đều phải chết, huống chi Chọc Thiên Hồng. Chọc Thiên Hồng tựa như rất e ngại Chiến Hoàng Thiên, vội vàng thu hồi xúc tu, thẳng hướng những tu sĩ chiến thánh đó cảnh hậu kỳ. Chủ nhân, những lão đồ vật này giao cho ta,
người giúp ta ngăn lại chiến hoàng thiên, cho ta 10 hơi liền có thể giải quyết hết bọn chúng. Nhìn thấy chiến hoàng thiên đánh tới, Trọc Thiên Hồng vội vàng truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui một chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đối diện, khẽ mỉm cười nói, ta lại quên năng lực ngươi. Lưu lại một câu, Tiêu Phàm liền nhào về phía chiến hoàng thiên. Chiến hoàng thiên mặc dù là khắc tinh Trọc Thiên Hồng, nhưng Tiêu Phàm có thể không phải. Cút ngay, nhìn thấy Tiêu Phàm ngăn cản đường đi, chiến hoàng thiên phẫn nộ gào thét một tiếng, một kiếm chém về phía Tiêu Phàm. Hắn cũng rất rõ ràng năng lực Trọc Thiên Hồng, Trọc Mệnh Thiên Vĩ có thể thôn phệ thọ nguyên của tu sĩ. Đừng nhìn những người này đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, thọ nguyên bọn hắn đã không nhiều, huyết khí cũng rất mỏng manh, một khi Trọc Thiên Hồng đem thọ nguyên cùng huyết khí bọn hắn thôn phệ, căn bản không cần giết bọn hắn đoán chừng đều sống không nổi. Chiến thần điện, A Tiêu Phàm cười khẩy, một bước không lùi, nắm lấy tu la kiếm ngăn cản một kích bá đạo của chiến hoàng thiên, kiếm mỗ không đối địch với chiến thần điện, nhưng các ngươi lại cho rằng kiếm mỗ có thể tùy ý lăng nhục. Đã như vậy, các ngươi liền bỏ ra đại giới tương ứng. Oanh, khí thế Tiêu Phàm lần nữa tăng vọt, một đóa kiếm liên to lớn trên tu la kiếm nở rộ, bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát lấy chiến hoàng thiên. Toàn thân chiến hoàng thiên nở rộ tử quang, quanh thân hắn ngưng tụ thành một đạo ánh sáng màu tím, quỷ dị là lít nha lít nhít kiếm khí khi tới gần vậy mà tan rã. Đây là, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại. Cảm nhận được hào quang màu tím tản mát ra năng lượng ba động, trong lòng Tiêu Phàm có loại rung động, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lại thi triển ra đóa kiếm liên thứ hai, nhưng mà luồng ánh sáng màu tím vẫn vân đạm phong khinh. Ngay sau đó, đóa kiếm liên thứ ba hiện ra, luồng ánh sáng màu tím rốt cục có chút động tĩnh, bất quá đối với chiến hoàng thiên vẫn không có tổn thương quá lớn. Hít sâu một cái. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển đóa kiếm liên thứ tư, bốn đóa kiếm liên đồng thời nở rộ, đây đã là thực lực mạnh nhất để Tiêu Phàm không bại lộ ra thân phận tu la điện điện chủ. Oanh két, hào quang màu tím rốt cục tiếp nhận không được kiếm khí rảo sát, từng sợi tử sắc sương mù từ trong luồng ánh sáng màu tím bắn ra, sắc mặt chiến hoàng thiên hoàn toàn thay đổi, một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, liền hướng về phía sau. Phốc phốc, sát khí Tiêu Phàm lăng lệ biết bao. Vô số kiếm khí cắt áo bào chiến hoàng thiên, xen lẫn từng sợi máu tươi. Ngươi có thể làm tổn thương ta, trong mắt chiến hoàng thiên đều là vẻ khó tin. Chủ nhân, ngươi vậy mà phá vỡ thiên hữu mệnh quang. Nơi xa cũng truyền tới thanh âm Trọc Thiên Hồng kinh ngạc, một đầu xúc tu từ trên người một chiến thánh cảnh đỉnh phong lão giả xẹt qua, mang theo số lớn huyết khí. Huyết khí kia như thực vật, bị xúc thủ cuốn lên, bị hắn nuốt vào trong miệng, ngay sau đó. Chiến thánh cảnh lão đầu đột nhiên uể oải, càng thêm già nua, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Quái vật, nó lại có thể đánh cắp huyết khí của ta. Mau lui lại, không nên tới gần nó. Những lão giả khác bị thực lực Trọc Thiên Hồng dọa cho nhảy một cái. Ngay sau đó, lão đầu vừa bị Trọc Thiên Hồng trộm huyết khí kia phù phù một tiếng hướng về mặt đất rơi xuống. Một đầu xúc tu Trọc Thiên Hồng cắm vào mi tâm lão đầu, vẻn vẹn trong nháy mắt. Phía trên xúc tu đột nhiên thêm một đoàn bạch sắc quang mang. Không đợi những người khác phản ứng, Trọc Thiên Hồng một ngụm đem ánh sáng màu trắng nuốt vào. Hồn lực bắt được một màn, trên mặt Tiêu Phàm cũng lóe qua vẻ kinh ngạc, truyền âm hỏi, chẳng lẽ đây chính là mệnh cách? Còn nữa, người vừa mới nói cái gì là thiên hữu mệnh quang? Không sai, đây chính là mệnh cách, bất quá chiến thánh cảnh và tu vi phía dưới, mệnh cách còn chưa ngưng tụ thành thực thể. Cho nên chỉ là một đoàn quang mang. Thanh âm Trọc Thiên Hồng vang lên bên tai Tiêu Phàm. Ngừng lại nói, về phần thiên hữu mệnh quang, là một loại phòng ngự bẩm sinh của thiên hữu chi nhân, chỉ là, trừ phi thực lực chênh lệch to lớn, bằng không người bình thường không thể công phá phòng ngự mệnh quang mới đúng, có thể là bởi vì kiếm liên của chủ nhân cũng là chiến thần cảnh. Có lẽ vậy. Trọc Thiên Hồng vừa nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là thiên hữu chi nhân, lại có phòng ngự bẩm sinh, chẳng lẽ thực sự là được thượng thiên phù hộ sao? Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm hơi có chút ngưng trọng, đột nhiên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, loại bất an này chính là từ không trung mà đến. Oanh, một tiếng sét tiếng vang, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người. Chỉ thấy một đạo tử sắc lôi điện khủng bố từ cửu tiêu hạ xuống.
tách ra lợi mang sáng chói, vị trí thiên thần phong bỗng ngưng một cái. Lôi điện thật đáng sợ, cái này có vẻ như là uy lực siêu việt thiên địa lôi. Thấy cảnh này, thần sắc đám người cứng lại, có người kinh hô ra. Đám người đứng ở đó, động cũng không dám động, tựa như sợ bị lôi điện đánh trúng. Chủ nhân, chạy mau, đây là lôi chi áo nghĩa. Đột nhiên, nơi xa Chọc Thiên Hồng hét lớn một tiếng, thanh âm thập phần khàn khàn. Nghe nói như thế, ánh mắt đám người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, tử sắc lôi điện là muốn công kích Tiêu Phàm. Rất nhiều người trong lòng buông lỏng một hơi, chỉ cần tử sắc lôi điện không phải châm đối bản thân là được, bởi vì tử sắc lôi điện cho dù không phải châm đối bọn hắn cũng khó mà tiếp nhận cỗ uy áp to lớn này. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như tử sắc lôi điện cố ý châm đối bọn hắn sẽ có tình cảnh như thế nào. Không cần Chọc Thiên Hồng nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng, toàn thân nổi da gà, khí tức tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, tâm thần dẫn ra tất cả bên trong tiểu thiên địa, tỏa hồn châu, vô tận chiến hồn, u linh chiến hồn. Hắn phát hiện, cỗ nguy hiểm kia không giảm, bất quá, khi tâm thần dẫn ra càn khôn định thiên đỉnh, cảm giác cỗ chí mạng kia lại tiêu tán không ít. Chẳng lẽ càn khôn định thiên đỉnh có thể giúp ta vượt qua một kiếp này? Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, trong đầu có một cái so đo. Ha ha, kiếm hạt tử, dám đối địch với ta, thiên lôi đánh xuống cảm giác như thế nào? Hiện tại, ai cũng cứu không được ngươi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm chiến hoàng thiên cuồng tiếu. Tiêu Phàm mãnh kinh, chẳng lẽ là bởi vì bản thân phá vỡ thiên hữu mệnh quang? Sau đó chọc giận thượng thiên, muốn tiêu diệt bản thân. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, không trung đánh ra một tiếng sét, tử sắc lôi điện gào thét mà xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Oanh long long, tử sắc lôi điện cuồng bạo đánh xuống, quang mang sáng chói làm mọi người không mở mắt ra được, bất quá bọn hắn biết, đừng nói chiến thánh cảnh, dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn được một kích này. Đây chính là một kích ẩn chứa lôi chi áo nghĩa. Là lửa giận của thượng thiên, con người có thể ngăn cản như thế nào? Mọi người cực tốc thối lui về bốn phía, bọn hắn sợ tai bay vạ gió, chỉ có Tiêu Phàm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ đám người mà thôi, thời khắc tử sắc lôi điện đánh xuống, Tiêu Phàm liền biến mất tại chỗ, tiến vào bên trong tiểu thiên địa. Như Tiêu Phàm sở liệu, dù là trốn vào bên trong tiểu thiên địa cũng vẫn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm kia. Vô luận hắn ở nơi nào thì tử lôi vẫn một mực tập trung vào hắn. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, bên trong tiểu thiên địa hắn hoàn toàn có thể điều động tất cả lực lượng bản thân, toàn lực nghênh đón đạo tử lôi này. Tiến vào bên trong tiểu thiên địa, Tiêu Phàm lập tức đem 5 người sở ra kia đưa vào bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các. Hắn một mình một người bay trên chân trời, chân đạp biển lửa kim sắc. Càn khôn định thiên đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu tản ra từng đạo sương mù huyền diệu, tu la huyết mạch triệt bốc cháy, tu la thần thể cùng bất diệt kim thân đồng thời thi triển, u linh chiến hồn vần quanh bốn phía. Vừa chuẩn bị xong tất cả những thứ này, tử sắc lôi điện bỗng từ trong hư vô hiện ra, không đến chớp mắt liền đánh lên trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, trước tiên dùng càn khôn định thiên đỉnh ngăn cản, tử sắc lôi điện xông vào bên trong nội bộ không gian càn khôn định thiên đỉnh. Chỉ có chút ít lôi điện tràn vào thể nội Tiêu Phàm. Nhưng chính là số ít lôi điện này liền làm thân thể Tiêu Phàm kém chút nổ tung, kinh mạch toàn thân gặp sự đả kích hủy diệt, tử sắc lôi điện quét sạch toàn thân Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm cực tốc vận chuyển bất hủ chi lực cũng không ngăn cản được lôi điện xâm nhập, lần thứ nhất Tiêu Phàm biết rõ lực lượng áo nghĩa đáng sợ đến cỡ nào, hoàn toàn không cùng một cấp độ với thiên địa chi lực. Bình thường trong mắt người khác, chiến thánh cảnh đỉnh phong đã mạnh đến mức có thể hoành hành chiến hồn đại lục. Nhưng trước mặt chiến thần chân chính vẫn chỉ là sâu kiến, điểm này Tiêu Phàm đã hoàn toàn cảm nhận được. Ngang một trận tiếng long ngâm từ trong cơ thể Tiêu Phàm truyền đến, long uy đáng sợ chấn động đến tiểu thiên địa run lên bần bật, giờ khắc này Tiêu Phàm đã tự động vận chuyển thần long huyết mạch. Thậm chí cả bạch thạch đều hừng hực quang mang, lực lượng huyền diệu vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào thể nội Tiêu Phàm, dù vậy khó khăn lắm ngăn cản được uy lực hủy diệt của tử sắc lôi điện. Toàn thân Tiêu Phàm muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ gương mặt hắn lăn xuống, trên trán gân xanh ngọ nguậy, có thể thấy loại thống khổ này đáng sợ.
Xì xì, cũng ngay lúc này, quang mang bạch thạch trong nháy mắt thu lại, điều này khiến Tiêu Phàm có loại cảm giác tuyệt vọng, nếu như bạch thạch đều không tiếp nhận được cỗ lực lượng này, vậy hắn hẳn nhất định phải chết. Nhưng mà sau một khắc, làm Tiêu Phàm kinh ngạc là xung quanh bạch thạch đột nhiên phóng từng đạo tử sắc lôi điện, mặc dù rất yếu ớt nhưng đúng là lôi điện không thể nghi ngờ. Bạch thạch đang hấp thu lôi điện, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hoàn toàn quên lôi điện chạy qua toàn thân hắn tạo thành thống khổ, thậm chí hắn có thể cảm nhận được bên trong càn khôn định thiên đỉnh tiêu tán ra từng đạo lôi điện chi lực, thông qua Tiêu Phàm tràn vào bên trong bạch thạch. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng bạch thạch đang biến hóa, so với lúc trước càng thêm trong suốt hơn. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, bạch thạch đang hấp thu lực lượng tử lôi, nhưng quá trình này dài đằng đẵng, hắn còn phải tiếp nhận thống khổ rất lớn. Thân thể hắn không biết đã bị phá hủy bao nhiêu lần, dưới lực lượng bất hủ chi lực cùng bất diệt kim thân một lần lại một lần ngưng tụ lại. Mỗi một lần kinh mạch bị phá hủy, Tiêu Phàm đều cảm giác đi một vòng đến quỷ môn quan, bất quá mỗi một lần tân sinh, Tiêu Phàm phát hiện sức mạnh thân thể mình càng thêm cường đại. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, loại lực lượng phá hủy cùng trọng sinh này rốt cục đạt thành một mức cân bằng, Tiêu Phàm dường như cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ diệu. Bất hủ thiên địa chi uy, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cũng không phải là uy lực tử sắc lôi điện yếu bớt, mà là hắn đã lĩnh ngộ được bất hủ chi lực. Giơ tay nhấc chân vậy mà còn tản ra một cỗ khí tức đáng sợ, tựa như tùy tiện liền có thể vỡ nát thiên địa. Một chỉ, một vệt sáng từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra rơi vào trên đồng cỏ nơi xa, đột nhiên cỏ non trên đồng cỏ nhanh chóng sinh trưởng. Cái này cũng không phải là giai đoạn đốt cháy đơn giản mà là ẩn chứa diệu lý thiên địa chân chính, một cái ý niệm trong đầu liền không thể phản kháng. Thiên địa chi uy so với thiên địa chi ý xác thực cường đại hơn quá nhiều, huống chi cường giả chiến thánh cảnh độc hữu thần uy. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thật lâu mới bình tĩnh lại. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm thúc giục bạch thạch cùng bất hủ chi lực nhanh chóng luyện hóa đạo tử sắc lôi điện kia. Tử sắc lôi điện có thể rèn luyện thân thể hắn, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, nhưng hắn hiện tại lo lắng an nguy bọn tiểu kim ở bên ngoài. Nếu như đã tiếp xúc đến bất hủ thiên địa chi uy, trở về có thời gian lĩnh ngộ, so với an toàn tiểu kim thì việc này cũng không tính là gì. Không nghĩ tới ta lại nhân họa đắc phúc, nếu như không phải nắm giữ càn khôn định thiên đỉnh, bằng vào bạch thạch cùng bất hủ chi lực thì đoán chừng ta đã chết đến không thể chết lại rồi. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần ngưng trọng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn phá vỡ phòng hộ thiên hữu mệnh quang của chiến hoàng thiên mà thôi. Thiên hữu chi nhân quả nhiên đáng sợ, trước khi mệnh cách ta áp chế được hắn, giết hắn không khác gì đồng quy vô tận. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, trong lòng thập phần khó chịu. Nếu như liều mạng mà nói, Tiêu Phàm thật có cơ hội giết chiến hoàng thiên, nhưng mấu chốt là hắn hoàn toàn không dám. Hơi áp chế chiến hoàng thiên liền làm hắn ăn phải thiệt thòi lớn, nếu như giết chiến hoàng thiên, đoán chừng lão thiên thực muốn tiêu diệt hắn. Mọi người nhất định đứng vững, cho ta thời gian 20 tức là đủ. Tiêu Phàm cắn răng nói. Ở bên ngoài, trên quảng trường Thiên Thần Phong, tử sắc lôi điện đang giáng xuống, hào quang rực rỡ chói mắt, làm cho mọi người không thể nào mở mắt nhìn được bọn hắn chỉ nghe thấy oanh một tiếng, ngay sau đó đất đá bắn ra bốn phía, không ít người bị tai bay vạ gió, bị thổ thạch xuyên thân thể, máu tươi bắn ra. Mấy tức sau, đám người mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm, nơi đó xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trong hố lớn trừ một đống ngổn ngang lộn xộn thạch đầu, cái gì cũng đều không có. Chết rồi, có người kinh ngạc nói. Thần sắc đám người không giống nhau, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người kích động không thôi, cũng có người không thể tin. Không, thiếu chủ không có việc gì. Ở chỗ bọn Tiêu Linh Nhi, Dịch Bằng trợn to hai mắt, đầu như trống lúc lắc đung đưa. Thanh âm không lớn, nhưng bốn phía không ít tu sĩ nghe được Dịch Bằng nói, nhao nhao ghé mắt, Sở Nguyệt vội vàng đi đến bên cạnh Dịch Bằng nhắc nhở hắn không để bại lộ thân phận. Tiêu Phàm đắc tội chiến thần điện. Nếu như chiến thần điện đem bọn họ cùng Tiêu Phàm quy đến cùng một chỗ, đến thời điểm, không may chính là bọn hắn, thậm chí còn có Sở gia. Lôi chi áo nghĩa công kích, chẳng lẽ hắn còn có hy vọng sống sót sao? Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy chiến hoàng thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn Tiêu Linh Nhi, cười lạnh nói, đúng, tại lâu lan cổ địa có vẻ như ngươi cùng kiếm hạt tử qua lại rất gần,
đây là ý tứ Sở gia ngươi sao? Lời còn chưa dứt, trên người Chiến Hoàng Thiên đã tỏa ra khí tức cường đại, xông thẳng đến đám Tiêu Linh Nhi. Sắc mặt hai người Sở Nguyệt cùng Dịch Bằng trong nháy mắt trắng bệch, bọn hắn đâu phải là đối thủ của Chiến Hoàng Thiên, trong lòng Dịch Bằng hối hận không thôi, sớm biết rõ bản thân không nên nói loạn. Hiển nhiên Chiến Hoàng Thiên đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn, muốn thoát đoán chừng rất khó. Những người Sở gia khác thấy thế nhao nhao lui về sau mấy bước, một bộ ta cùng bọn hắn không quan hệ, chỉ có Sở Nguyệt cùng Dịch Bằng còn đứng trước người Tiêu Linh Nhi. Các ngươi, Dịch Bằng phẫn nộ nhìn đám người Sở gia phía sau, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này lại bị người Sở gia vứt bỏ. Thần sắc Tiêu Linh Nhi đạm nhiên, tựa như đã sớm đoán được, mặc dù nàng bây giờ là nữ nhi Sở gia gia chủ nhưng rất nhiều người vẫn không cho mặt mũi. Bằng không mà nói, tại Lâu Lan cổ địa, những người này cũng sẽ không bỏ nàng đi. Kiếm Hồng Trần là huynh trưởng ta kết bái, không có quan hệ gì với Sở gia. Tiêu Linh Nhi cắn răng nói, nàng cưỡng ép nhịn xuống không để nước mắt chảy ra, dưới một kích kia, nàng cũng không tin Tiêu Phàm có thể sống sót. Đám người Sở gia nghe nói như thế, cũng không có cảm kích Tiêu Linh Nhi, tựa như đương nhiên. Hắn chính là Kiếm Hồng Trần. Làm sao cảm giác không giống? Đột nhiên, người bên trong Sở gia mở miệng nói, bọn hắn đều là gặp qua Kiếm Hồng Trần, nhưng Tiêu Phàm mắt mù không nói, dung mạo kia đều thay đổi. Vừa nãy hắn vẫn là một bộ dáng khác, đoán chừng hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức hồn lực. Lại có người mở miệng nói, khó trách có người gọi hắn là Kiếm Hạt Tử, nguyên lai hắn chính là Kiếm Hồng Trần. Hắn giết Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Lãng Trần, đáng chết. Mộ Dung gia tộc cũng có người mở miệng, bọn hắn đều ước gì Tiêu Phàm chết. Vị trí Độc Cô gia tộc, Độc Cô tướng đình mặt coi thường nhìn đám người bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, cái gì mà Kiếm Hồng Trần, hắn rõ ràng chính là Tu La Điện chủ Tiêu Phàm. Các ngươi muốn hắn chết, nhưng hắn vẫn sống tốt. Trong đám tu sĩ ở đây, nếu như nói có ai biết Tiêu Phàm không chết, đoán chừng cũng chỉ có Độc Cô tướng đình. Tiêu Phàm đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, nếu như Tiêu Phàm chết, Độc Cô tướng đỉnh hắn cũng không sống nổi, hiện tại hắn còn sống vậy chỉ có một khả năng, Tiêu Phàm không chết. Vừa nhìn thấy đạo tử sắc lôi điện đánh phía Tiêu Phàm, hắn cũng bị dọa cho phát sợ, may mắn là Tiêu Phàm vậy mà chống đỡ được. Sở gia không có quan hệ gì với hắn, bọn hắn có thể không chết, nhưng ngươi không thể sống. Chiến Hoàng Thiên không quan tâm Kiếm Hồng Trần cùng Kiếm Hạt Tử là cái gì. Bọn hắn đều đã trở thành một người chết. Giết Tiêu Phàm hắn còn không giải được hận, liền người cùng Tiêu Phàm có quan hệ hắn đều không buông tha. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Linh Nhi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiến Hoàng Thiên, tựa như chỉ cần Chiến Hoàng Thiên dám xuất thủ, nó liền chuẩn bị liều mạng. Ánh mắt Chiến Hoàng Thiên lại là rơi vào trên người Chọc Thiên Hồng. Hắn thấy giết tất cả mọi người đều không có tác dụng lớn bằng luyện hóa Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Toàn thân Chọc Thiên Hồng tê dần, chưa từng đột phá chiến thần cảnh, Chiến Hoàng Thiên chính là khắc tinh nó không muốn bị Chiến Hoàng Thiên dằn vặt đến chết. Chiến Hoàng Thiên từng bước một hướng về Chọc Thiên Hồng đi đến, lại nhìn về phía Thạch Thánh nói, bản thần tử cho các ngươi một cơ hội, thần phục bản thần tử, tha các ngươi một mạng. Ngươi là thứ chó gì? Bản thánh linh cần ngươi tha mạng sao? Thạch Thánh mặt coi thường, chiến ý tăng vọt, sau đó hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Chiến Hoàng Thiên. Nhục mạ thần tử, tự tìm cái chết. Một chiến thánh cảnh đỉnh phong bên cạnh Kỳ Hiểu gầm thét một tiếng, dưới chân vừa nhảy, thân hình giống như gió lốc, nhanh như thiểm điện. Ngươi thật sự cho rằng bản thánh linh không dám giết ngươi? Nếu tự tìm cái chết, vậy liền chôn cùng thanh linh đi. Thạch Thánh đột nhiên thân hình lóe lên, một cước trốn ở hư không. Trong nháy mắt xuyên thủng L âng ngực chiến thánh cảnh đỉnh phong. Con người Kỳ Hiểu cùng một lão đầu khác co rụt lại, bọn hắn lúc này mới biết thời điểm ba người bọn hắn vây giết Thạch Thánh căn bản không có dùng toàn bộ thực lực. Giờ phút này Thạch Thánh so với vừa nãy hoàn toàn biến thành người khác, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bạo tăng. Cũng không phải bởi vì hắn muốn báo thù cho Tiêu Phàm, mà coi là Tiêu Phàm chết, Thanh Mộc Thần Liên khẳng định cũng sẽ chết. Hắn chỉ là báo thù cho Thanh Mộc Thần Liên thanh linh. Toàn thân Thạch Thánh nhuốm máu, nguyên bản thạch đầu trắng nõn như ngọc đột nhiên biến thành một cái huyết thạch đầu, nhìn qua hết sức dữ tợn. Còn có các ngươi, nguyên một đám đều phải chôn cùng thanh linh. Thạch Thánh gầm thét,
lần nữa thẳng hướng Chiến Hoàng Thiên. Cảm nhận được khí thế trên người Thạch Thánh, Chiến Hoàng Thiên đều hãi hùng khiếp vía, ra hỏa lớn chừng bàn tay dường như nắm giữ năng lượng hủy thiên diệt địa. Giết, Chiến Hoàng Thiên ngữ khí băng lãnh, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ bị người khiêu khích qua, Tiêu Phàm là kẻ thứ nhất, hiện tại lại toát ra một cái này khiến hắn như thế nào không giận. Chọc Thiên Hồng, còn lo lắng cái gì, giết bọn hắn. Ngay tại lúc đó, trên hư không có một đạo hắn đột ngột thanh âm vang lên, tất cả mọi người không biết vì sao, chỉ cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc. Chủ nhân, Chọc Thiên Hồng kêu lên sợ hãi, ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng nhìn lại, những người khác cũng phản ứng kịp, cùng nhau nhìn về phía cái hố sâu Tiêu Phàm trước đó. Phía trên hố sâu, một đạo thân ảnh áo bào đen đứng lơ lửng trên không, cả người như một chuôi tuyệt thế thần kiếm đứng ở nơi đó, kiếm khí gào thét bốn phía. Kiếm Hạt Tử, đám người có người kêu lên sợ hãi, trong lòng rất nhiều người run lên bần bật, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây chính là một kích lôi chi áo nghĩa hủy diệt đó, liền chiến thần cảnh bình thường đều chưa chắc có thể tùy tiện chịu được, hắn vậy mà không chết, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Chẳng lẽ thực lực Kiếm Hạt Tử cường đại đến cấp độ như thế? Thạch Thánh trong nháy mắt ngừng thân ảnh, kinh hỉ nhìn Tiêu Phàm, hắn không phải kinh hỉ vì Tiêu Phàm không chết, mà là kinh hỉ vì Thanh Linh còn sống. Giống Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng đồng thời gầm thét, lại bắt đầu đại sát tứ phương, nhất là Chọc Thiên Hồng, tám đầu xúc tu giống như thần roi quất hướng những lão đầu chiến thần điện. Nó công kích mặc dù không đáng sợ, nhưng mỗi một kích đều sẽ mang đi số lớn huyết khí bọn hắn. Đối với tu sĩ thế hệ trước mà nói, huyết khí chính là thọ nguyên, rút một chút hít một chút. Ngươi tại sao không chết? Chiến Hoàng Thiên không thể tin nhìn Tiêu Phàm. Dù ngươi chết thì ta vẫn không chết. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, một kích vừa nãy ẩn chứa lôi chi áo nghĩa vô cùng khủng bố, nếu là đổi lại những người khác đoán chừng sớm đã chết không thể chết lại. Tiêu Phàm trước kia không tin mệnh cách, hiện tại đối với mệnh cách có một loại kính sợ phát ra từ nội tâm. Thứ này thực sự quá quỷ dị. Ngươi yên tâm, ngươi nhất định chết trước ta, coi như ta đứng ở chỗ này ngươi cũng không dám giết ta. Chiến Hoàng Thiên nhe răng cười một tiếng, lần nữa đi từng bước một hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, cảm nhận được Chiến Hoàng Thiên đi tới, khóe miệng Tiêu Phàm đột nhiên uốn cong, tà cười nói, ngươi xác định ta không dám giết ngươi. Ngươi xác định ta không dám giết ngươi, nghe nói như thế. Toàn thân Chiến Hoàng Thiên khẽ run, bước chân bỗng nhiên ngưng một cái, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cảm giác Tiêu Phàm cùng trước đó có một chút biến hóa. Nhưng cụ thể là cái gì lại nói không được. Bất quá hắn hiện tại cũng không tự tin như vậy, bởi vì tử sắc lôi điện vừa nãy cũng không có giết chết Tiêu Phàm. Nếu không chúng ta đánh cược một keo, ta cắt đầu ngươi, để người chiến thần điện chứng kiến, nhìn xem ta có chết hay không. Tiêu Phàm cười nói. Sắc mặt Chiến Hoàng Thiên khó coi, nếu là những người khác, đoán chừng xuất thủ với hắn đều sẽ gặp xui xẻo, nhưng Tiêu Phàm quá quỷ dị, thậm chí ngay cả thiên lôi đánh xuống đều không chết. Đứng ở nơi này để Tiêu Phàm giết, trừ phi hắn là đồ đần, bằng không nhất định là sẽ không như thế. Ngươi khẳng định có thần binh có thể ngăn cản tử lôi. Chiến Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm bỗng nhiên thay đổi. Hắn vẫn không tin Tiêu Phàm bằng thực lực bản thân có thể sống sót dưới một kích hủy diệt ẩn chứa lôi chi áo nghĩa. Xem ra ngươi còn không đần, coi như thế thì sao? Tiêu Phàm cười cười, nếu như không phải càn khôn định thiên đỉnh, hắn thật đúng là không sống được, dù là hư không cổ kính đều chưa chắc có thể ngăn cản được. Đem thần binh giao ra, bản thần tử cho ngươi chết toàn thây. Âm thanh Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Hắn rất rõ ràng. Hồn binh có thể ngăn cản tử lôi không phải cường đại bình thường, nếu như có thể được hồn binh này, thực lực bản thân chẳng phải là có thể tiến thêm một bước. Đầu ngươi gì sắt à? Tiêu Phàm mặt coi thường, những kẻ gọi là thiên tài thực đều ngốc nghếch như vậy, bản thân ta há lại sẽ đem thần binh cho ngươi. À đột nhiên, một tiếng hét thảm nơi xa truyền đến, lại là một chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh chiến thần điện bị Chọc Thiên Hồng mưu sát, chiếm lấy mệnh cách cùng huyết khí. Hỗn trướng! Các ngươi đều phải chết. Chiến Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình hướng về Chọc Thiên Hồng đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm làm sao để hắn đạt được, lách mình ngăn Chiến Hoàng Thiên lại, đưa tay chém ra một kiếm về phía Chiến Hoàng Thiên.
Bất quá hắn hiện tại cũng không dám thực liều mạng cùng Chiến Hoàng Thiên, ký ức về Tử Sắc Lôi Điện vẫn còn mới, hắn cũng không dám để Thiên Lôi tiếp tục đánh xuống, Thiên Hữu chi nhân thực rất khủng bố. Chọc Thiên Hồng sợ Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm cũng không sợ, chỉ cần không giết hắn, tổn thương hắn, Tử Lôi sẽ không hạ xuống, Tiêu Phàm không cần phải sợ. Tốc độ Tiêu Phàm xuất thủ chém giết Chiến Thánh cảnh đỉnh phong còn không bằng Chọc Thiên Hồng, hơn nữa, Chọc Thiên Hồng cũng có thể thuận tiện khôi phục thực lực. Có Tiêu Phàm cho phép, một mặt hung lệ của Chọc Thiên Hồng biểu hiện ra hết, 7-8 Chiến Thánh cảnh đỉnh phong thật đúng là không đủ cho hắn giết. Về phần những Chiến Thánh cảnh hậu kỳ, trước mặt Chọc Thiên Hồng cơ bản đều bị nghiền ép, chỉ có thể trở thành thuốc bổ để nó khôi phục thực lực. Nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết, đám người đã chết lặng, dạng kết quả này vượt qua bọn hắn nhận biết, về số người, Chiến Thần Điện không phải chiếm cứ lấy thượng phong à, làm sao hiện tại chỉ có thể bị nghiền sát. Rất nhiều người đã quên, cho dù là cùng giai bên trong cũng có phân chia cao thấp, huống hồ, những Chiến Thánh cảnh đỉnh phong này tuy mạnh nhưng huyết khí bọn hắn yếu kém và không nhiều thọ nguyên. Đây chính là nhược điểm bọn hắn, không chịu được Chọc Thiên Hồng thôn phệ, cơ bản chỉ có nghiền ép phần. Chiến trường Thạch Thánh cùng Kỳ Hiểu cơ hồ cũng là một mảnh thảm trạng, Thạch Thánh giết một Chiến Thánh cảnh đỉnh phong cơ hồ liền đè lên đánh, thực lực Kỳ Hiểu coi như không yếu, bằng không mà nói, thân thể cũng không chịu được Thạch Thánh công kích. Nhưng cứ như thế, Kỳ Hiểu cũng khó trốn kết cục. Về phần huyết ma cùng long mãng, trên thực lực hai thú mặc dù không bằng ba con hung thú cửu mệnh ma thiền, nhưng mấu chốt là ba con hung thú bị Chiến Thần Điện hàng phục, trong lòng còn không phục, bọn chúng căn bản liền không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Kịch liệt chiến đấu phải kể tới Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên, bất quá Tiêu Phàm chỉ phòng ngự, không công kích, tất cả thủ đoạn Chiến Hoàng Thiên đều bị hắn ngăn cản được. Nhìn nguyên một đám tu sĩ Chiến Thần Điện bị chém giết, trong lòng Chiến Hoàng Thiên rốt cục không bình tĩnh, một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, giận dữ hét, kiếm hồng trần. Người biết bọn họ đều là công thần chiến hồn đại lục, người muốn chém tận giết tuyệt đối với công thần sao? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, khinh thường nói, công thần. Là công thần chiến thần điện sao? Công thần chiến thần điện làm đéo gì dính tí quan hệ nào cùng ta? Công thần chiến thần điện liền có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Nếu như là công thần chiến hồn đại lục vì sao muốn đổ sát tu sĩ chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm liên tiếp nghi vấn hỏi. Chiến Hoàng Thiên ngậm miệng không nói gì. Các tu sĩ cổ tộc khác cũng cực kỳ khinh thường, những người này có lẽ mấy trăm năm trước đó là bị Chiến Thần Điện đẩy vào thần chi kiếp địa, cũng có khả năng là bọn hắn nguyện ý tiến vào thần chi kiếp địa. Tại đó, bọn hắn có lẽ giết không ít địch nhân, đúng là công thần chiến hồn đại lục, nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ biết ức hiếp tu sĩ chiến hồn đại lục mà thôi. Kiếm Hồng Trần, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, thời điểm ngươi còn chưa ra đời. Bọn hắn liền đã thủ vệ mảnh đất này an bình, không có bọn hắn, có lẽ ngươi căn bản là không thể ra sinh. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái, suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, cho nên trong đáy lòng ta cảm tạ bọn hắn liền có thể tùy ý quyết định sinh tử những người chiến hồn đại lục khác. Chiến Thần Điện liền có thể áp đảo tất cả mọi người chiến hồn đại lục sao? Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần băng lãnh. Nếu như Tiêu Phàm thực giết. Lúc trước 12 chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh xâm nhập thông đạo truyền tống, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ một tên cũng không để lại, nhưng cuối cùng hắn không giết. Chính là bởi vì hắn biết những người này mặc dù nghe theo Chiến Thần Điện, nhưng bọn hắn trước đó vẫn tại thần kiếp chi địa huy sái máu cùng nước mắt bản thân. Bất quá bây giờ, những người này lại đang ức hiếp chiến hồn đại lục nhỏ yếu, bọn hắn giết không phải địch nhân mà là Tiêu Phàm hắn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể cảm kích bọn họ. Câu nói này cũng nói đến trong tâm khảm không ít người, từng ấy năm tới nay như vậy chỉ có Chiến Thần Điện giết người, cho tới bây giờ không có người nào dám giết người Chiến Thần Điện, việc này vốn không công bằng. Bất quá, cái thế giới này căn bản không phải một thế giới công bằng, vô luận chỗ nào đều là mạnh được yếu thua. Chiến Thần Điện có thể ức hiếp người khác cũng không phải là bọn hắn làm bao nhiêu cống hiến cho Chiến Hồn Đại Lục, mà bởi vì thực lực Chiến Thần Điện tại Chiến Hồn Đại Lục là số một. Không có người nào dám khiêu khích uy nghiêm Chiến Thần Điện. Sắc mặt Chiến Hoàng Thiên âm trầm vô cùng, lời nói hắn không tranh nổi với Tiêu Phàm, bất quá vẫn nói ra, vô luận như thế nào, bọn họ đều là công thần chiến hồn điện, người giết bọn hắn là muốn cho trái tim công thần chiến hồn đại lục băng giá sao? Hay là muốn cùng tất cả mọi người chiến hồn đại lục là địch? Đừng nói thế làm ta sợ,
nói dễ nghe một chút bọn họ là công thần chiến thần điện, nói không dễ nghe bọn hắn chỉ là chó chiến thần điện mà thôi, nếu như chiến hồn đại lục đều là người như vậy, kiếm hồng trần ta giết sạch thiên hạ thì có làm sao? Thanh âm Tiêu Phàm nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, truyền khắp tứ phương. Nếu như chiến hồn đại lục đều là người như vậy, kiếm hồng trần ta giết sạch thiên hạ thì có làm sao? Lời nói bá khí mà tùy tiện quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người đều bị lời nói Tiêu Phàm chấn nhiếp, máu tươi bọn hắn đều sôi trào lên. Rất nhiều ánh mắt tu sĩ cổ tộc thay đổi nhìn về phía chiến thần điện, chỉ có số ít người vẫn một bộ xem kịch vui, như Hoàng Phủ Thiên Hữu, bọn hắn là hận không thể để Tiêu Phàm chết. Chiến Hoàng Thiên cùng cường giả chiến thần điện cũng bị Tiêu Phàm nói làm cho chấn kinh, giết sạch thiên hạ, có ai to gan như vậy dám nói câu nói này. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, chiến thần đại lục công thần, công tích bọn hắn không phải để bọn hắn có thể ức hiếp người chiến hồn đại lục nhỏ yếu, giết bọn hắn, ta không hối hận. Nếu như bọn hắn thực sự là công thần chiến hồn đại lục, tất cả tội nghiệt ta đều sẽ gánh chịu, bọn hắn giết một địch nhân, trở về ta giết 10 người. Bọn hắn giết 100, kiếm hồng trần ta liền giết 1000 người. Không có bọn hắn, người chiến hồn đại lục cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Lời nói tùy tiện, bá đạo, tự tin vang vọng thật lâu tại hư không, giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Không có bọn hắn, người chiến hồn đại lục ta cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nghe được câu này, cho dù là địch nhân Tiêu Phàm cũng không còn mâu thuẫn với Tiêu Phàm như trước, ngược lại có một tia kính sợ, những lời này là rất nhiều người muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Chiến Hoàng Thiên ngậm miệng không nói gì, trước mặt Tiêu Phàm, hắn có một loại cảm giác bất lực. Giết bọn hắn, Tiêu Phàm có lẽ là tội nhân chiến hồn đại lục, nhưng Tiêu Phàm nói tất cả tội nghiệt hắn cũng sẽ gánh chịu, những người này có thể giết bao nhiêu địch nhân, Tiêu Phàm đều sẽ giết gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ít bọn hắn, lại nhiều một cái Tiêu Phàm, không cần những người này, Tiêu Phàm hắn cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ cực kỳ khinh thường, nhưng giờ phút này Tiêu Phàm biểu hiện ra thực lực, bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm xác thực có năng lực này. Tam trưởng lão, thần tử, xin lỗi, tại hạ liền tiến về thần kiếp chi địa. Đột nhiên, một áo xám lão giả chiến thánh cảnh đỉnh phong mở miệng nói. Hắn cũng không phải là sợ chết, mà là bị lời nói Tiêu Phàm nói cảm nhiễm, lưu ở chỗ này, vô luận hắn giết là ai, đều là người chiến hồn đại lục mình. Làm sao không đem lực lượng bản thân đặt ở thần kiếp chi địa, ứng phó địch nhân chân chính? Làm sao, các ngươi liền mệnh lệnh chiến thần điện đều không nghe? Nếu như không có chiến thần điện, ngươi có thể có thành tựu bây giờ sao? Kỳ Hiểu giận dữ nói, hiện tại bọn hắn vốn ở vào thế hạ phong. Đi một người đối với thực lực bọn hắn ảnh hưởng là rất lớn. Tam trưởng lão quá lời rồi, chiến thần điện để cho chúng ta giết địch, những năm này tại hạ chưa bao giờ cự tuyệt qua, bởi vì tại hạ cũng muốn vì chiến hồn đại lục tận một phần khí lực. Mặt khác, tam trưởng lão có một câu nói sai, tại hạ bây giờ cũng không phải là nhận bố thí của chiến thần điện, mà tại hạ mấy trăm năm dùng máu tươi cùng vết thương đổi lấy. Lão giả áo xám lắc lắc đầu nói. Cũng không đợi Kỳ Hiểu phản ứng, lão giả áo xám xé mở hư không trốn vào bên trong hư vô, hiển nhiên là thông qua hư không liệt phùng tiến về thần chi kiếp địa. Nguyên bản lão giả áo xám có thể thông qua truyền tống ngọc đài chiến thần điện thông hướng thần chi kiếp địa, nhưng hắn cũng không làm như thế, bởi vì hắn không muốn cầu cạnh chiến thần điện. Chính như hắn nói, những năm này hắn sở dĩ có thành tựu bây giờ không phải chiến thần điện bố thí, mà là dựa vào bản thân hắn cố gắng. Hỗn trướng, người muốn làm phản, Kỳ Hiểu vô cùng phẫn nộ, nước bọt trực phún. Tam trưởng lão, thần tử, cáo từ, cáo từ, một người lại một người chiến thánh cảnh mở miệng, có chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng có chiến thánh cảnh hậu kỳ, sau đó hư không xuất hiện từng đạo liệt phùng, những tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ đó đều đi theo chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào hư không liệt phùng. Sắc mặt Kỳ Hiểu tái nhợt, còn lại hơn 20 người vậy mà đều đi. Hiện tại Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thần sắc Chiến Hoàng Thiên lấp lóe không yên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, giết người cũng không đáng sợ, đáng sợ là một hai câu liền đem địch nhân bản thân cưỡng chế di rời. Đám người cũng cực kỳ không bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ kính sợ,
ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu hai kẻ muốn Tiêu Phàm chết cũng kinh ngạc vô cùng. Đổi lại là bọn hắn là tuyệt đối không thể nào làm được một bước này, đừng nói thuyết phục những người này rời đi, dù là khai chiến cùng Chiến Thần Điện bọn hắn cũng không dám. Duy nhất có chút thất vọng chính là Chọc Thiên Hồng, những người này rời đi, nó liền giảm đi rất nhiều huyết khí cùng mệnh cách, tốc độ khôi phục thực lực sẽ chậm hơn rất nhiều. Chiến Hoàng Thiên, người nói không sai, những người này rời đi đúng là công thần chiến hồn đại lục, về phần những người chết đi, Kiếm Hồng Trần ta cũng nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chắc chắn đích thân tới thần kiếp chi địa, giết địch nhân gấp 10 lần. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Hừ, Chiến Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm là ở cố ý ép buộc hắn, trong lòng bổ sung một câu nói, đợi đến thần kiếp chi địa, Chiến Thần Điện có một vạn phương pháp để giết chết ngươi. Kiếm Hồng Trần, hiện tại ngươi có thể cút, từ nay về sau không cho phép ngươi và người Sở gia đặt chân đến Chiến Thần Điện nửa bước. Kỳ Hiểu đột nhiên mở miệng nói. Dù là hiện tại thực lực bọn hắn đã không bằng một phương Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn thập phần cường thế, chỉ là thân thể lại hơi hơi lay động. Rất hiển nhiên, loại cường thế này là cố ý cho các đại cổ tộc nhìn, hắn bây giờ còn thực sợ Tiêu Phàm đem sự tình làm cho lớn chuyện. Làm hắn im miệng, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ Kỳ Hiểu, đạm mạc nói ra. Giống, vừa dứt lời, ba tiếng gầm thét truyền ra, lại nhìn thấy Chọc Thiên Hồng, huyết ma cùng long mãng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Kỳ Hiểu, đem hắn vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Kỳ Hiểu kinh khủng không thôi, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi, những tên điên này giết không ít người Chiến Thần Điện không nói, sẽ không chuẩn bị giết luôn tam trưởng lão Chiến Thần Điện chứ. Nếu thật giết Kỳ Hiểu đoán chừng chiến hồn đại lục đều không có chỗ cho bọn hắn sống yên ổn, thậm chí cổ địa Sở gia đều bị xui xẻo. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn không cố kỵ gì, Chọc Thiên Hồng nói cho hắn biết, Chiến Thần Điện hiện tại căn bản liền không có cường giả chiến thần cảnh, ở chỗ này chính là Tiêu Phàm hắn lớn nhất. Chọc Thiên Hồng mặc dù thực lực giảm đi nhiều, nhưng linh hồn cảm ứng vẫn cực kỳ cường đại, huống chi nó cũng sợ chết, không có khả năng lừa gạt hắn. Ba. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đầu xúc tu Chọc Thiên Hồng hung hăng quất vào trên người Kỳ Hiểu, mặc dù nó thu nhỏ thân hình, nhưng đường kính xúc tu cũng có vài thước. Vừa mới thôn phệ huyết khí cùng mệnh cách mười mấy người, thực lực nó cũng khôi phục không ít, một kích này cơ hồ đánh gãy tận mấy chiếc xương sườn Kỳ Hiểu. Lại một đạo thanh âm vang lên, phương hướng Kỳ Hiểu bay ngược chính là vị trí huyết ma vung một bàn tay đánh vào trên người Kỳ Hiểu, máu tươi chảy ra. Long mãng, tiếp lấy, huyết ma hét lớn. Nghe nói như thế nói, khóe miệng đám người giật một cái, gia hỏa này đánh người cũng như chơi, lời nói này càng làm người đau đớn, đây đâu phải đánh người, nhất định là đang chơi đánh bao cát rồi. Long mãng phản ứng lại rất nhanh, vẫy đuôi một cái lại quất vào trên lưng Kỳ Hiểu, thân thể đều kém chút bị bẻ gãy. Ngay sau đó, hư không liên tục truyền đến một trận thanh âm thình thịch đùng đùng. Kỳ Hiểu bị ba đại hung thú đá tới quất lui, bắt đầu còn có mấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà sau đó cái gì cũng đều không có. Thả tam trưởng lão ra, Chiến Hoàng Thiên lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn phát hiện sự tình hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, kiếm hạt tử thật đúng là gan to bằng trời, đây là muốn tuyên chiến cùng Chiến Thần Điện sao. Tiêu Phàm không có để ý tới Chiến Hoàng Thiên, mà truyền âm cho Tiêu Linh Nhi bọn hắn, các ngươi không nên phản kháng. Ta hiện tại đưa các ngươi vào bên trong không gian bí cảnh, qua một lúc miễn một chút phiền toái. Ba người Tiêu Linh Nhi gật đầu, lặng lẽ thối lui đến một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, ngay sau đó một đạo hồn lực bao phủ bọn hắn, ba người liền tiêu thất như thế. Giờ phút này lực chú ý tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, căn bản không phát hiện Tiêu Linh Nhi ba người biến mất. Bản thân tử bảo ngươi thả tam trưởng lão ra, ngươi không nghe thấy sao? Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, gân xanh trên trán như là tiểu trùng ngọ nguậy. Hắn chưa từng cảm giác biệt khuất như thế, Tiêu Phàm giết không chết cũng coi như thôi đi, còn dám nhiều lần khiêu khích uy nghiêm hắn. Hắn im miệng chưa, Tiêu Phàm vẫn lờ hắn, thập phần bình thản nói ra. Đám người oán thầm không thôi, Kỳ Hiểu bị tam đại hung thú quật như thế, đâu chỉ im miệng, không dừng lại đoán chừng liền vĩnh viễn ngậm miệng lại. Huyết ma cuối cùng vẫn là dừng lại, Kỳ Hiểu rơi ầm ầm trên mặt đất, đã không có bất luận hình dạng người nào, đầu sưng như một đầu heo.
hắn đường đường là chiến thần điện tam trưởng lão, lúc nào chịu qua dạng biệt khuất này, còn người ác độc nhìn về phía Tiêu Phàm nói, kiếm hồng trần, ngươi chết không yên lành. Thiếu chủ, hắn vẫn không có im miệng. Huyết ma đột nhiên chỉ kỳ hiểu nói. Làm thịt đi. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, tựa như nói một câu không có ý nghĩa, bất quá vào trong tai tu sĩ chiến thần điện lại như tiếng sấm. Làm thịt chiến thần điện tam trưởng lão. Đám người hít một hơi lạnh, tiểu tử này thực sự là đang tìm cái chết sao? Coi như người muốn chết kỳ hiểu cũng nên đổi một nơi khác mới đúng, nơi này chính là sân nhà chiến thần điện, giết chiến thần điện tam trưởng lão đoán chừng chiến thần điện đều sẽ dốc toàn lực phản kích. Thậm chí, liền cường giả chiến thần cảnh thần kiếp chi địa cũng có thể đến thời điểm đó đoán chừng bọn hắn muốn chạy trốn đều không có khả năng. Hắn khẳng định chỉ là hù dọa một cái mà thôi, khẳng định không dám giết. Trong đám người có người khinh thường nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem kỳ hiểu, chỉ thấy huyết ma vung ra một chảo, trực tiếp đem kỳ hiểu phá tan thành từng mảnh, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán tại hư không. Chỉ là hù dọa một cái, không dám giết, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục minh bạch Tiêu Phàm cũng không phải là đang nói đùa, hắn là thực chuẩn bị chơi lớn. Đường đường chiến thần điện tam trưởng lão lại bị thuộc hạ người ta chém giết bên trên thiên thần phong, hơn nữa thi cốt vô tồn. Tất cả mọi người bị sự quyết đoán cùng tàn nhẫn của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, đây quả thực là trần trụi khiêu khích uy nghiêm chiến thần điện. Ngươi! Mí mắt chiến hoàng thiên cuồng loạn, hồi lâu đều nghẹn không ra một câu, hắn cũng bị thủ đoạn Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Từng ấy năm tới nay còn chưa bao giờ có ai dám không quan tâm người của chiến thần điện. Lại càng không cần phải nói chém giết chiến thần điện trưởng lão, đây chính là sự tình chưa bao giờ có. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần đạm nhiên, nguyên bản hắn cũng không muốn giết kỳ hiểu nhưng kỳ hiểu lại nói Tiêu Phàm cùng người Sở gia mãi mãi cũng không được phép bước vào chiến thần điện. Đã như vậy, giết thì như thế nào? Dù sao chiến thần điện giờ phút này cũng không có cường giả chiến thần cảnh. Đương nhiên, mặc dù có chiến thần cảnh xuất hiện, Tiêu Phàm cũng có thể lập tức trốn vào vị trí không gian bí cảnh vạn thánh dược các, trừ phi chiến thần cảnh có thể miểu sát Tiêu Phàm, bằng không Tiêu Phàm vẫn có hy vọng đào thoát, đây cũng là một trong những chỗ dựa lớn. Bất quá Tiêu Phàm lại không muốn đào tẩu, chọc thiên hồng thôn vệ mười mấy hai mươi cường giả chiến thánh cảnh, thương thế cũng khôi phục không ít, một kích ngạnh kháng chiến thần cảnh bình thường nhất vẫn có năng lực. Kiếm hồng trần, người thật lớn mật. Từ nay về sau chiến hồn đại lục không có nơi cho ngươi sống yên ổn. Chiến hoàng thiên rốt cục biệt xuất câu nói trong lòng, triệt để phát cuồng. Cút, Tiêu Phàm lạnh lùng quát, hắn không dám giết chiến hoàng thiên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ chiến hoàng thiên, về thực lực, hai người tối đa cũng liền tương xứng mà thôi. Theo tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm chém ra một kiếm, sát phạt quả đoán tàn nhẫn, cái gì thiên hữu chi nhân, chỉ cần không giết chết hắn. Tối đa cũng chỉ bị thiên lôi đánh xuống mà thôi. Tự tìm cái chết, thân hình chiến hoàng thiên nhanh chóng thối lui, hắn mặt không đổi sắc, chỉ là vô cùng phẫn nộ, đưa tay một kiếm, một đầu hỏa long gào thét mà ra, hư không gió xoáy vân dũng đáng sợ đến cực điểm. Giết, Tiêu Phàm lần nữa nói ra một đạo thanh âm, tu la kiếm tấn mãnh chém ra, hỏa long bị kiếm khí xé rách ra, trong chớp mắt liền đi tới ngực chiến hoàng thiên. Trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút bồn chồn. Chiến hoàng thiên trước đó cũng không có thi triển ra thiên địa chi lực thuộc tính hỏa, bây giờ lại thi triển thiên địa chi lực thuộc tính hỏa. Xem ra chiến hoàng thiên còn ẩn tàng thực lực, mặt khác, chiến gia không phải đều có thể thi triển thiên địa chi lực thuộc tính lôi à, hắn từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, cũng cho bản thân sách một cái tỉnh. Chỉ là hắn không biết chiến hoàng thiên vì sao muốn ẩn tàng thực lực, chẳng lẽ hắn tình nguyện nhìn bản thân hủy chiến thần điện. Mặc dù trong lòng hồ nghi nhưng Tiêu Phàm vẫn không có lưu thủ, điên cuồng công kích chiến hoàng thiên có vẻ hơi chật vật, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Nhiều lần khí thế của hắn trong nháy mắt tăng lên không ít, bất quá cuối cùng vẫn như cũ uể oải xuống, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm thực liều mạng. Ta tới giúp ngươi, một tiếng non nớt hét lớn truyền đến, lại là thạch thánh hóa thành một vệt sáng, một cước đá về phía chiến hoàng thiên. Chiến hoàng thiên một kiếm đẩy công kích Tiêu Phàm ra, một cước dẫm ở hư không, sau đó nhanh chóng thối lui về phía sau, thạch thánh công kích hụt một cái. Cùng lúc đó, tiểu kim, chọc thiên hồng,
huyết ma cùng long mãng cũng xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, nhìn chằm chằm nhìn Chiến Hoàng Thiên đối diện. Hừ, ngày sau lại giết ngươi. Chiến Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, liền hướng lấy không trung thiên thần phong lao đi. Chạy, đám người run lên bần bật, đây chính là thần tử Chiến Thần Điện, Chiến Hoàng Thiên đứng đầu thập đại yêu nghiệt lại bị kiếm hạt tử cưỡng chế bỏ chạy. Đám người không thể nào tiếp thu được sự thật này, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành thập phần kính sợ, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu hai người rút rút cổ, lặng lẽ rời khỏi quảng trường. Không hổ là Tu La Điện Chủ, trong lòng Độc Cô Tướng Đình thập phần khó chịu, hít sâu một cái, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cường hãn như vậy. Tiêu Phàm hướng về phía Độc Cô Tướng Đình, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó đối với Thạch Thánh bọn họ nói, mấy vị, có muốn cùng ta làm một món lớn hay không? Làm một món lớn, thanh âm Tiêu Phàm không nhỏ, không ít tu sĩ bốn phía nghe được nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn ăn cướp Chiến Thần Điện hay sao? Phải biết, thực lực vừa nãy Chiến Thần Điện triển lộ chỉ bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, nếu quả thật uy hiếp được an nguy Chiến Thần Điện đoán chừng sẽ đem hết toàn lực diệt bọn hắn. Điện chủ thật đúng là liều mạng. Trong đám người, Lãnh Tiếu Nhận cổ quái nhìn Tiêu Phàm, hắn tựa như đoán được ý nghĩ Tiêu Phàm. Thế nào, hai mắt Thạch Thánh tỏa ánh sáng, con người liếc nhìn lấy mây mù chỗ sâu thiên thần phong, hận không được lập tức xông lên. Đi, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, liền hướng lấy phía trên thiên thần phong bay đi. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng đi lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bản thánh linh đến. Tất cả yêu ma quỷ quái đều cút ngay. Thạch Thánh càng là hận không thể để thiên hạ đại loạn, trắng trợn la ầm lên, đây là một nhân vật không sợ trời đất. Huyết ma, Long Mãng cùng Chọc Thiên Hồng cũng chuẩn bị cùng đi lên, bất quá huyết ma lại đột nhiên nhìn về phía Cửu Mệnh Ma Thiền ba con hung thú cách đó không xa nói, Ma Viêm, các ngươi có thấy rõ ràng, thần phục Chiến Thần Điện, bọn hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi, năm đó ta và Long Mãng chính là tấm gương. Cửu Mệnh Ma Thiền cùng hai đầu hung thú khác cúi đầu, trong lòng bọn chúng có một cỗ khó chịu, nhưng trước đó bọn hắn bị một đám trưởng lão Chiến Thần Điện áp chế căn bản không có lực phản kháng, bọn hắn hiển nhiên cũng đang cân nhắc lợi hại. Long Mãng cùng Chọc Thiên Hồng cũng gầm nhẹ, tựa như cùng ba thú đang nói gì, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng ngừng bước chân, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nếu như huyết ma bọn hắn có thể thuyết phục Cửu Mệnh Ma Thiền bọn chúng, hắn lại thêm ba con cửu giai đỉnh phong hồn thú. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, hiện tại các ngươi giống như ta, đã rơi xuống thần giai, nhưng Chọc Thiên Hồng ta tin, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, bất quá các ngươi nếu đi theo Chiến Thần Điện, sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt, liền như là huyết ma năm đó. Chọc Thiên Hồng cũng truyền âm cho ba thú nói. Cửu Mệnh Ma Thiền ba con hung thú thật sâu nhìn Tiêu Phàm, tựa như đang dùng rằng cái gì. Chọc Thiên Hồng đột nhiên lại lặng lẽ truyền âm cho ba thú nói, ta nói cho các ngươi, chủ nhân ta là. Câu nói sau cùng chỉ có Cửu Mệnh Ma Thiền bọn hắn nghe được, huyết ma cùng Long Mãng nghi hoặc không hiểu, bất quá bọn hắn lại nhìn thấy ánh mắt Cửu Mệnh Ma Thiền ba thú tỏa sáng, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin. Ta đáp ứng. Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm đột nhiên hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm bái nói, Ma Viêm gặp qua chủ nhân. Hắc Ban. Thường U gặp qua chủ nhân. Hai đầu hung thú khác cũng đột nhiên bái nói. Một màn này làm tu sĩ bốn phía hoàn toàn mắt trợn tròn, liền thu phục ba con cửu giai đỉnh phong làm tay chân. Đâu chỉ bọn hắn, ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể tưởng tượng nổi, hắn không biết Chọc Thiên Hồng cuối cùng nói với bọn họ cái gì, bất quá cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ba vị đứng lên đi, trước làm xong vụ này, trở về lại ôn chuyện. Tiêu Phàm cười cười nói, trong lòng cũng hết sức kích động. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, huyết ma vậy mà thuyết phục được ba con hung thú gia nhập trận doanh mình, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Phải biết, bọn chúng là cửu giai đỉnh phong, tương đương với tu sĩ nhân loại chiến thánh cảnh tối đỉnh, đối với Tu La Điện mà nói đã là trợ lực rất lớn. Đối địch với Chiến Thần Điện, bằng vào Tu La Điện hiện tại còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm cũng một mực đang muốn nhanh chóng bồi dưỡng lực lượng của Tu La Điện. Mà cường giả chiến thánh cảnh tối đỉnh là thứ hắn cực kỳ cần, người như vậy căn bản không cần hắn bỏ ra bao nhiêu đại giới liền đã có được hồi báo to lớn. Đương nhiên, muốn Tu La Điện trường tồn, Tiêu Phàm là khẳng định cần bồi dưỡng cường giả tự thân,
trong lòng hắn cũng có ý nghĩ đại khái. Cái thứ nhất chính là tài nguyên, mà trước mắt thì có một cơ hội lấy được số lớn tài nguyên, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm sở dĩ nguyện ý đối mặt nguy hiểm cũng phải đắc tội chiến thần điện. Dù sao cả hai sớm muộn phải đánh. Chiến thánh cảnh đỉnh phong, cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, thần sắc Tiêu Phàm hơi có chút ngưng trọng. Phía trước mấy trăm trượng, đứng đấy 20 đạo thân ảnh, khí thế mỗi người đều vô cùng đáng sợ, không kém gì chiến thánh cảnh đỉnh phong, nội tình chiến thần điện thật đúng là vô cùng cường đại. Giết, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, hiện tại không phải thời điểm nhân từ nương tay. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy những người này, sâu trong nội tâm hắn có một cỗ lửa giận cùng sát ý vô danh, hận không thể đem những người này lột ra chóc thịt. Loại cảm giác này đến từ U Linh chiến hồn, làm Tiêu Phàm rất không dễ chịu, nhưng hắn vẫn như cũ không bận tâm, trong lòng hắn, chiến thần điện đã sớm in dấu nhãn hiệu kẻ phản bội chiến hồn đại lục. U Linh chiến hồn cùng hắn trưởng thành, đã cùng hắn có loại cảm giác linh hồn tương liên, nhiều lần cứu tính mệnh hắn, U Linh chiến hồn sẽ không hại hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, U Linh chiến hồn tương đương với bản thân hắn, bản thân như thế nào lại hại bản thân đây? Giống, Trọc Thiên Hồng phát ra tiếng hét giận dữ khàn khàn, trong mắt hắn, những người này đều là khẩu phần lương thực để khôi phục thực lực mà thôi, Tiêu Phàm hạ lệnh, nó liền không cố kỵ gì. Huyết ma, Long Mãng cũng hùng thế ngập trời, cực kỳ dứt khoát giết đến. Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng xông lên, Tiêu Phàm lúc này mới lộ một ý cười. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm cũng động. Lần này hắn không dùng tu la kiếm, mà là lựa chọn đồ thần đao, ở chỗ này hắn không thể không chú ý cẩn thận. Nếu như bại lộ thân phận tu la điện chủ, đoán chừng nghênh đón hắn chính là hủy diệt, thậm chí ngay cả sở gia cổ địa đều có thể bị xui xẻo. Nghiệt xúc, là các ngươi tự tìm chết, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Thanh âm phẫn nộ tiếp tục vang lên, chỉ thấy một kim giáp lão giả lạnh lùng nhìn đám Tiêu Phàm, tựa như nhìn một nhóm người chết. Hồng hộc, vừa dứt lời, một đạo lợi mang xé rách hư không, trong nháy mắt chém về phía kim giáp lão giả, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Kim giáp lão giả không kịp chuẩn bị, vội vàng hướng một bên tránh đi, bị đạo lợi mang quét trúng trước ngực bên trái. Bang bang, một trận thanh âm bén nhọn vang lên, phía trên kim giáp đốm lửa bắn tứ tung, thân hình kim giáp lão giả cực tốc hướng phía sau thối lui, trong quá trình rút lui, con người hắn hơi hơi co rụt lại. Cuối cùng rơi vào bên trên một đạo thân ảnh áo bào đen. Áo bào đen thân ảnh không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm, hắn nhếch miệng cười nói, chiến giáp không tồi. Đồ thần đao cường đại, Tiêu Phàm không nghi ngờ, nhưng mà một kích kia cũng chỉ là lưu lại một vết nứt bên trên kim giáp, liền đủ để chứng minh Long Lân kim giáp cường đại, tuyệt đối bước vào hàng ngũ thần binh. Lại là Long Lân kim giáp, thiếu chủ, người này giao cho ta đi. Huyết ma một cước đạp xuống, một tu sĩ chiến thánh cảnh đỉnh phong bị dẫm thành thịt nát, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Nếu ngươi làm thịt được hắn, Long Lân kim giáp sẽ cho ngươi. Tiêu Phàm chỗ nào nhìn không ra huyết ma đang nghĩ gì. Bất quá, hắn rất rõ ràng kim giáp lão giả không phải dễ dàng giết như vậy, thực lực hắn so với kỳ hiểu đều cường đại hơn một chút, bằng không mà nói, vừa nãy Tiêu Phàm đã một đao giết hắn. Đa tạ thiếu chủ. Nhưng mà huyết ma lại hưng phấn dị thường, tựa như Long Lân kim giáp chính là của hắn. Một kiện Long Lân kim giáp có thể đổi lấy tay chân tương lai chiến thần cảnh, cũng đáng. Tiêu Phàm cười nói, nguyên bản hắn cũng muốn lấy được đồ vật này. Bất quá ngẫm lại, huyết ma dù sao là người của mình, muốn nó đi hướng đông, nó cũng tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, Long Lân kim giáp trên người nó cùng trên người mình có khác biệt gì đâu. Càng chủ yếu là Long Lân kim giáp rơi vào trong tay huyết ma mới có thể phát huy ra công lực càng mãnh liệt hơn, nhục thân phòng ngự tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp độ mới. Huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, giống như con sói đói nhào về phía kim giáp lão giả, về phần Tiêu Phàm, lại cầm trong tay đồ thần đao thẳng hướng những người khác. Một nhóm Tiêu Phàm hết thảy có 9 tên, cơ hồ như vào chỗ không người, tu sĩ chiến thần điện đối diện một đường bại lui. 6 đầu hung thú tất nhiên không cần nhiều lời, bọn chúng đều đã từng là thần giai, mặc dù bây giờ đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong nhưng kinh nghiệm chiến đấu so với Tiêu Phàm đều mạnh hơn, bọn chúng đều là từ bên trong vô số máu và xương sống sót. Thực lực tiểu kim cũng đột nhiên tăng mạnh,
liền Tiêu Phàm đều có chút nhìn không thấu nó. Hiện tại Tiểu Kim sớm đã không phải cái gì Hoàng Kim Thánh Sư, cụ thể khác biến thành hồn thú gì đến Tiêu Phàm cũng không biết. Mà sức mạnh thân thể Tiểu Thạch Đầu Thạch Thánh liền Tiêu Phàm đều theo không kịp, Tu La Kiếm trên người nó đều không thể lưu lại dấu vết liền có thể thấy, tay không tiếp giao sắc đối với hắn mà nói quá mức bình thường. Cùng nhau tương đối mà nói, ngược lại Tiêu Phàm có chút không bằng bọn chúng, chẳng qua nếu như Tiêu Phàm toàn lực ứng phó mà nói, bọn chúng cũng chưa hẳn là đối thủ Tiêu Phàm. Chủ nhân, bên trong bọn hắn còn có một loại người có khí tức mệnh cách khác, loại khí tức này cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Đột nhiên, Chọc Thiên Hồng truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Khí tức gì? Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn biết Chọc Thiên Hồng tuyệt đối không nói dối. Nếu như nói nơi này ai hiểu mệnh cách nhất, Chọc Thiên Hồng tự xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Ta cũng không biết, bất quá khí tức này cho ta một loại cảm giác thập phần bất an. Chọc Thiên Hồng hồ nghi nói, đột nhiên, nó mãnh kinh hãi nói, chủ nhân, ta nhớ rồi, năm đó ta bị cỗ khí tức này mê hoặc mới tiến vào cái thế giới này, thậm chí kém chút khống chế tư tưởng ta. Cái gì, nghe nói như thế, Tiêu Phàm khiếp sợ, thần sắc lấp lóe không yên. Vạn năm trước đó, Chọc Thiên Hồng, huyết ma cùng cửu đại hung thú xâm nhập cổ tinh đạo. Tập kích không biết giết bao nhiêu tu sĩ chiến hồn đại lục, nguyên bản hắn tưởng rằng do nguyên nhân bọn Chọc Thiên Hồng. Không nghĩ tới lại là có người khống chế bọn hắn, nếu quả thật là như thế mà nói, trong này có thể không phải đơn giản như vậy, mà có người mới âm thầm điều khiển tất cả những thứ này. Là chủ nhân hắc sắc quỷ trảo sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Năm đó, ta vô ý xâm nhập hư không liệt phùng, sau đó bị một cỗ hư vô phong bạo tập kích, thân thể trọng thương. Sau đó ý thức có chút mơ mơ hồ hồ, sau đó liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ đưa vào tinh không cổ lộ thông hướng thế giới này. Chọc Thiên Hồng hồi ức nói. Ngừng lại, Chọc Thiên Hồng lại nói, ta tại thế giới này đại khai sát giới, về sau ta tỉnh táo lại thì đã muộn, thế giới này đã đem ta xem như địch nhân, chủ nhân có thể hỏi bọn huyết ma một chút. Ngươi chắc chắn, Tiêu Phàm hít sâu một cái, thần sắc trở nên âm trầm dị thường. Ta chắc chắn. Chọc Thiên Hồng khẳng định nói ra, hồi tưởng lại cái loại cảm giác này, nó lại không khỏi run run. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn biết phía sau khẳng định ẩn giấu một âm mưu to lớn, sau đó truyền âm cho huyết ma hỏi, huyết ma, năm đó ngươi là như thế nào tiến vào chiến hồn đại lục? Ta cũng không biết, ta bởi vì bị thương bế tử quan, thời điểm tỉnh lại liền đi tới nơi này, bị vô số người vây giết, về sau liền bị thế giới này phong ấn. Huyết ma không biết Tiêu Phàm vì sao hỏi vấn đề này, bất quá vẫn nói thật. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đã hoàn toàn tin tưởng Chọc Thiên Hồng nói, sau đó lại hỏi, Chọc Thiên Hồng, mệnh cách ngươi có bị ảnh hưởng hay không? Không có, một khi đột phá thần giai, muốn động vào mệnh cách người khác thập phần gian nan, trừ phi đều là thần giai. Chọc Thiên Hồng nói thật nói, đột phá chiến thần cảnh, trong lòng Tiêu Phàm run lên, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Lâu Ngạo Thiên nói qua, người chiến thần điện đột phá chiến thần cảnh đều là do chiến thần điện cung cấp thần lực chi tinh, nếu như động tay động chân, chẳng phải là giết. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, đột nhiên, đám người chiến thần điện đối diện ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại, so với vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hồn lực Tiêu Phàm đảo qua đám người chiến thần điện, lại phát hiện con người bọn hắn biến màu đỏ tươi vô cùng. Lộ ra quang mang khát máu, bọn hắn tựa như đã không còn là người, mà là dã thú. Người có lý trí, nhưng bọn hắn đã mất lý trí, đang lấy mạng đổi mạng. Thiếu chủ, bọn hắn làm sao đột nhiên mạnh lên? Huyết ma hét lớn, thân thể bị một cỗ đại lực đánh bay. Nó vừa mới còn có thể miễn cưỡng áp chế kim giáp lão giả, nhưng hiện tại nó lại bị đối phương một quyền đánh bay, đối phương giống như biến thành một người khác. Bọn hắn bị khống chế, thiêu đốt huyết khí bản thân. Chọc Thiên Hồng cả kinh kêu lên, mấy cái xúc tu kém chút bị đối phương chặt đứt, cũng may nó trốn nhanh. Long Mãng cùng Ma Viêm cũng nhao nhao thối lui đến bên người Tiêu Phàm cách đó không xa, mấy người vừa nãy vẫn còn ưu thế tuyệt đối, nhưng hiện tại trong nháy mắt bị áp chế xuống. Người bình thường là không thể nào làm được, dù là kích phát lực lượng huyết khí cũng không thể để cho thực lực tự thân tăng vọt. Không đúng. Mệnh cách bọn hắn cũng rung động, bọn hắn điên à, vậy mà lại tiêu hao mệnh cách bản thân. Chọc Thiên Hồng lại kêu lên,
thanh âm vô cùng kinh hãi. Giết không tha, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, huyết mạch thần long thiêu đốt lên, khí thế của hắn cũng tăng vọt mấy lần. Tu luyện chủng ma chi thuật hắn rất rõ ràng, những người này đã không còn là bọn hắn, đã biến thành máy móc chiến đấu. Thậm chí, Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, những người này cũng không khác những người khác. Phải biết, chiến thần điện nắm giữ mấy trăm chiến thần cảnh cường giả, nếu như những người kia cũng đều bị khống chế, chẳng phải là có thể tùy tiện đổ sát chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm không biết, nếu như chiến thần điện muốn hủy diệt chiến hồn đại lục mà nói, bọn hắn có thể lấy cái gì để ngăn cản. Nhiều năm như vậy, chiến thần điện một mực không có động thủ, có lẽ còn chưa tới thời điểm động thủ, cũng có khả năng chiến hồn đại lục còn có lực lượng để uy hiếp bọn hắn. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động. Chỉ là vô luận hắn suy nghĩ như thế nào cũng muốn không biết đã có ai có thể ngăn cản chiến thần điện, những cổ tộc đó sao. Tiêu Phàm lắc đầu, sở ra liền một chiến thần cảnh đều không có, chiến thần điện muốn hủy diệt sở ra hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, các cổ tộc khác mặc dù để thế lực chiến hồn đại lục khác ngưỡng vọng, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ chiến thần điện mới đúng. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bất quá hắn xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, vừa mới giết những người này hắn còn có chút không đành lòng, nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã không cố kỵ gì. Giết một người, tương lai đối mặt địch nhân sẽ ít một tên. Lục thần tam thức, hét lớn một tiếng, đồ thần đao tại hư không xẹt qua một giải lụa, một tên chiến thánh cảnh đỉnh phong bị hắn chẻ dọc từ mi tâm, máu tươi bay vụt. Đồng thời, một đầu xúc tu cuốn lên những huyết phụ này đưa vào trong mồm. Rất hiển nhiên là Trọc Thiên Hồng xuất thủ. Lần này, Trọc Thiên Hồng tuyệt đối là thu hàng lớn nhất, khí huyết không ngừng bốc lên, không gian xung quanh không ngừng vỡ nát, ẩn ẩn có xu thế bước vào chiến thần cảnh. Còn thiếu một chút, chỉ cần một chút xíu ta liền có thể khôi phục thực lực chiến thần cảnh sơ kỳ. Trọc Thiên Hồng hưng phấn kêu to. Đã từng là thần giai rơi xuống cửu giai, trong lòng nó biệt khuất vô cùng, bây giờ rốt cục có thể bước vào chiến thần cảnh. Chuyện này nó làm không hưng phấn cho được. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, cầm đồ thần đao trong tay đại khai sát giới, bọn hắn một đường quét ngang, trên người che kín vết máu, theo tu sĩ chiến thần điện vẫn lạc, đám Tiêu Phàm lại chiếm thế thượng phong. Giết, Tiêu Phàm gầm thét, toàn thân đẫm máu, đồ thần đao phóng ra vô lượng hung lệ chi khí, đáng sợ vô biên. Trong lòng hắn hơi ngưng trọng, hắn luôn có cảm giác thời gian lưu cho bọn hắn không nhiều. U linh chiến hồn thể nội sao động càng ngày càng lợi hại, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Giết ra sơn lâm, đám Tiêu Phàm xuất hiện ở vị trí dãy cung điện, không ít người cảm nhận được khí thế nơi này, tất cả đều đề phòng tới cực điểm. Đáng tiếc, trừ chiến thánh cảnh đỉnh phong, những người khác căn bản không muốn gia nhập vòng xoáy này, cho dù là dư ba cũng có thể miểu sát tu sĩ phía dưới chiến thánh cảnh trung kỳ. Chủ nhân, nhanh lên đỉnh núi. Trọc Thiên Hồng kêu to, hồn lực Tiêu Phàm đã sớm bắt được, giờ phút này U Linh chiến hồn thể nội hắn đã sắp không áp chế được nữa, thiếu chút nữa thì phá thể mà ra. Hắn có loại nồng đậm bất an, loại bất an này là U Linh chiến hồn mang đến, tựa như U Linh chiến hồn một khi xuất hiện, nghênh đón hắn chính là hủy diệt. Giết đến tận đỉnh núi, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn nhanh chóng hướng về đỉnh núi kích xạ đi. Nơi đó có một tòa cung điện khổng lồ kim bích huy hoàng, nguy nga hùng vĩ, tọa lạc chỗ sâu mây mù, quan sát cả tòa thiên thần phong giống như thần cung chân chính, không thể dung chuyển. Rất hiển nhiên, nơi đó chính là vị trí đệ nhất thế lực chiến hồn đại lục, chiến thần điện chân chính. Không biết có bao nhiêu người đã từng nằm mộng cũng muốn đến nơi này, chiêm ngưỡng sự tích chư thần, đáng tiếc, người có thể tới đây chỉ là phượng mao lân giác. Phía dưới chân núi Thiên Thần Phong có một đầu bậc đá xanh nối thẳng hướng đỉnh chiến thần điện, hơn ngàn năm đến nay cơ hồ không có mấy người có thể đặt chân đến mảnh địa vực này. Ngày hôm nay Tiêu Phàm lại mang theo vài đầu hồn thú giết tới nơi này, nếu để cho chiến hồn đại lục biết được, đoán chừng cái tên Kiếm Hồng Trần sẽ vang danh toàn bộ thế giới. Giống, huyết ma cùng Trọc Thiên Hồng bọn hắn cũng thập phần hưng phấn, sát tâm nổi lên. 20 chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh bây giờ chỉ còn lại 5-6 người, làm sao có thể ngăn cản bọn họ đây? Kiếm Hồng Trần, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ phía trước truyền đến, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng hắn biết rõ phía trước là người nào, chính là Chiến Hoàng Thiên. Ngươi còn muốn ngăn ta?
Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, hắn đã sắp không áp chế được nữ U Linh chiến hồn, thứ triệu hoán U Linh chiến hồn ngay tại đỉnh núi, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Chiến hồn đại lục xuất hiện ngươi, chết thực sự đáng tiếc, ngươi nếu nguyện ý gia nhập chiến thần điện, ta nhất định hướng điện chủ đại nhân xin tha cho ngươi, để ngươi trở thành trưởng lão chiến thần điện. Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, nghiêm nghị nói. Ta cần ngươi thay ta cầu tình sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đi đến một bước này, hắn cũng không còn đường lui lại. Nếu đến, vậy liền muốn làm rõ ràng sự tình U Linh chiến hồn, gia nhập chiến thần điện, Tiêu Phàm không muốn, cũng sẽ không nghĩ. Hắn hiện tại rốt cục biết lịch đại Tu La Điện vì sao sẽ phản kháng, bởi vì bọn hắn vẫn luôn liều mạng vì tương lai chiến hồn đại lục. Lịch đại Tu La Điện chủ chưa từng lui lại, Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lui lại, dù là tử vong. Cái này là ngươi tự tìm chết. Chiến Hoàng Thiên híp hai mắt, trong mắt có chút tiếc hận, một chiến thánh cảnh có can đảm là địch chiến thần điện không khác gì tự tìm cái chết. Chết cũng không sợ, thanh âm Tiêu Phàm rơi xuống, liền hướng lấy Chiến Hoàng Thiên phóng đi. Bất quá Chiến Hoàng Thiên bất phi sở động, ngược lại đứng ở một bên, cũng đúng lúc này, đỉnh chiến thần điện đột nhiên kim quang đại thịnh, một đạo kim sắc lôi điện tụ tập mây điện, tùy thời đều có thể đánh xuống. Điện chủ chiến thần điện, cảm nhận được cỗ khí thế kia không thể địch nổi, trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên, khí tức kia hắn quen thuộc biết bao. Lúc đầu Bác Lão cùng đệ tam phân thân điện chủ chiến thần điện đại chiến, chính là loại khí tức lôi điện bành trướng này. Mặc dù cuối cùng thua ở trong tay Bác Lão, nhưng cái này cũng không nói rõ chiến thần điện chủ rất yếu, chỉ là bởi vì Bác Lão vô cùng cường đại mà thôi. Nhưng hiện tại lôi điện cuồng bạo này so với lúc đầu Bác Lão đối mặt lại cường đại hơn nhiều, không nói vô địch dưới chiến thần cảnh, đoán chừng cũng kém không nhiều. Phạm chiến thần điện, chết! Một đạo thanh âm uy nghiêm từ phía trên chiến thần điện truyền ra, sau một khắc, đạo lôi điện kia đột nhiên kích xạ xuống, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Cảm nhận được cỗ khí thế cuồng bạo kia, khí huyết Tiêu Phàm đều sôi trào, quanh thân cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ. Bất quá! Hắn vẫn không có kích phát Tu La huyết mạch, điều kiện tiên quyết không biết U Linh chiến hồn tại sao dục dịch, Tiêu Phàm không dám tùy tiện bại lộ thân phận bản thân. Một khi bại lộ, chiến thần điện nhất định sẽ lập tức xuất động cường giả chiến thần cảnh, đến thời điểm đó sẽ chỉ càng thêm gian nan. Chiến thần điện sở dĩ còn không có toàn lực vây quét hắn, hoặc là chỉ là khinh thường dùng cường giả chiến thần cảnh mà thôi, đương nhiên cũng có khả năng là nguyên nhân khác. Ngang trận trận tiếng long ngâm từ thể nội Tiêu Phàm truyền ra, thần long huyết mạch trước tiên vận chuyển, mặc dù không cách nào thi triển Tu La huyết mạch, nhưng vận chuyển thần long huyết mạch vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Quanh thân Tiêu Phàm hiện lên một đầu huyết sắc cự long, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong, huyết long gào thét thiên địa, hư không xung quanh đều có chút run rẩy. Chân long huyết mạch, Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tu sĩ chiến thần điện khác cũng trợn to hai mắt. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái này không phải chân long huyết mạch, mà là thần long huyết mạch trong truyền thuyết, so với chân long huyết mạch không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ. Trọc Thiên Hồng khịt mũi coi thường. Cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, Trọc Thiên Hồng cũng hơi hơi chấn kinh, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Tiêu Phàm. Kinh hãi nhất vẫn là Long Văn Thần Mãng, nó cảm giác toàn thân đều không nghe sai khiến. Dù là nó nắm giữ long chi huyết mạch nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng chúng nó đối với Tiêu Phàm tràn ngập tự tin, Tiêu Phàm nắm giữ thần long huyết mạch, dưới chiến thần cảnh lại có mấy người là đối thủ của hắn. Giết, lôi điện chi lực vô cùng cuồng bạo, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cầm trong tay đồ thần đao nghênh đón, thanh âm hắn ẩn chứa vô thượng long uy. Hư không đều bị chấn vỡ, hắc khí đầy trời từ trên người Tiêu Phàm phóng lên, đồ thần đao phóng hung mang ngập trời bao phủ toàn bộ hư không, cùng lôi điện đâm vào cùng một chỗ, đám người đã hoàn toàn nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Đao mang cùng lôi điện xé kéo tại cùng một chỗ, uy thế đáng sợ đến mấy điểm, đám người bốn phía lui nữa, trong lòng phát lạnh. Oanh long long, hư không rung động, sau đó liên tục vỡ nát, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Thiên thần phong mãnh liệt lay động, đất đá lăn xuống, bụi bặm tràn ngập, tất cả mọi người chiến thần điện lộ ra vẻ sợ hãi. Bao nhiêu năm đến nay chưa bao giờ có người dám dương oai ở chiến thần điện, nhưng mà hôm nay lại có người giết đến tận chiến thần điện,
dẫn tới điện chủ tự mình xuất thủ. Bên trong lôi điện phong bạo, Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, y phục hắn bị phá toái không ít, trên người có vài vết rách, máu tươi chảy xuôi. Một đạo kim sắc lôi điện kia cũng ngưng tụ hiện lên hình, lộ ra một nam tử uy nghiêm, chỉ là thấy không rõ khuôn mặt, trên người hắn phát ra khí thế, liền Tiêu Phàm đều có chút kinh hồn táng đảm. Rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác hắn hoàn toàn siêu việt. Sâu kiến, phân thân điện chủ chiến thần điện mở miệng, từng câu từng chữ đều có thể dẫn động thiên lôi, đáng sợ vô biên. Không biết ngươi là phân thân thứ mấy? Tâm thần Tiêu Phàm không dám có mảy may buông lỏng, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào hồn lực, nhìn, phân thân chiến thần điện chủ, không cẩn thận sẽ tao ngộ lôi đình công kích. Lại còn biết rõ phân thân bản điện chủ, xem ra ngươi không chỉ có quan hệ cùng sở gia. Ngữ khí điện chủ chiến thần điện rất lạnh, lôi điện xung quanh hóa thành từng đạo lôi điện phong bạo, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem Tiêu Phàm vây ở trong đó, lôi điện chi lực rảo sát lấy hắn. Phốc một tiếng nổ vang, vòng xoáy lôi điện lại bị Tiêu Phàm dùng đồ thần đao mở ra, thân ảnh hắn không lùi mà tiến tới, đao mang xé rách tất cả, muốn giết phân thân điện chủ chiến thần điện. Tốc độ điện chủ chiến thần điện rất nhanh, cho dù là một sợi phân thân cũng cường đại vô biên, lôi điện vốn liền đại biểu cực tốc, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, căn bản đỡ âng đều đỡ âng không nổi hắn. Bất quá, công kích điện chủ chiến thần điện cũng bị Tiêu Phàm từng cái tránh thoát. Phòng ngự cơ hồ không có kẽ hở. Có chút thủ đoạn, khó trách dám phạm chiến thần điện, cũng tốt, ta trước từng cái giết người của ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Điện chủ chiến thần điện cười lạnh một tiếng, đột nhiên phá vỡ hư không, hướng về nơi khác bay đi. Tiêu Phàm ẩn chứa thần giai huyết mạch, bên trong cùng giai cơ hồ không thể địch nổi, lấy thực lực bọn chúng, chiến thần điện nếu như không sử dụng cường giả chiến thần cảnh có lẽ thật đúng là không phải đối thủ bọn chúng. Điện chủ chiến thần điện nghĩ rất đơn giản, trước khi giết chết Tiêu Phàm trước tiên đem thủ hạ Tiêu Phàm từng cái diệt sát, sau đó lại hảo hảo tra tấn Tiêu Phàm, để hắn minh bạch kết cục xâm phạm chiến thần điện. Nghe vậy, Tiêu Phàm biến sắc, thực lực phân thân điện chủ chiến thần điện hắn là tự mình lĩnh giáo qua, trừ lực lượng tu la truyền thừa chưa từng thi triển ra, đã là toàn bộ thực lực hắn. Mà hắn lại không có thăm dò ra ranh giới cuối cùng phân thân điện chủ chiến thần điện. Thậm chí Tiêu Phàm hoài nghi dù là hắn toàn lực ứng phó cũng chưa hẳn là đối thủ của phân thân điện chủ chiến thần điện. Hắn trước tiên phóng thích ra hồn lực, muốn đem tiểu kim thu nhập bên trong hồn giới, nhưng mà hồn lực vừa mới ly thể liền bị lôi điện chi lực đánh vụn nát. Muốn đem bọn hắn đưa vào không gian bí cảnh sao? Chiến thần điện chủ truyền đến thanh âm cười lạnh, tựa như đã sớm xem thấu Tiêu Phàm, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Phàm biến âm trầm. Thật chẳng lẽ muốn thi triển tu la thần dực cùng tu la thần thể sao? Cuối cùng Tiêu Phàm lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ thân phận tu la điện chủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đạp không mà lên, tốc độ cũng đạt tới cực hạn, hướng về chiến thần điện điện chủ đánh tới, trong lòng hắn biệt khuất vô cùng, lực lượng này tối đa chỉ có ba thành thời kỳ toàn thịnh, nhưng hắn lại không dám toàn bộ thi triển ra. A điện chủ chiến thần điện đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, một đạo lôi điện quang nhận đột nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực có một đạo lỗ hổng to lớn, máu tươi bắn ra. Chiến thần điện điện chủ phản ứng rất nhanh, bỗng nhiên ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm, đạm mạc nói, người muốn cứu bọn hắn. Chỉ bất quá là một kẻ mù mà thôi, không mắt, chỉ cần phá hủy hồn lực ngươi, ngươi có thể cứu ai. Thần sắc Tiêu Phàm lấp lóe không yên, khó xử vô cùng. Bây giờ không có hai mắt, thực lực hắn xác thực bị hạn chế rất lớn. Lúc này, bốn phía bụi bặm chậm rãi biến mất, điện chủ chiến thần điện cùng thân ảnh Tiêu Phàm đều bại lộ ra, một đám tu sĩ chiến thần điện nhìn thấy Tiêu Phàm chật vật, lập tức kích động kêu to lên, điện chủ thần uy. Kiếm hồng trần, còn không thúc thủ chịu trói, chỉ bằng ngươi, đừng nói một người, chính là 10 người cũng không phải là đối thủ đệ nhất phân thân điện chủ. Chiến hoàng thiên càn rỡ cười lớn. Đệ nhất phân thân sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, khó trách hắn cường đại như thế, đây cơ hồ là vô địch dưới chiến thần cảnh. Điện chủ chiến thần điện chuyển hướng chiến hoàng thiên, hình như có chút khó chịu chiến hoàng thiên bại lộ sự tình đệ nhất phân thân, bất qua chiến hoàng thiên lại tựa như không thấy được, vẫn không ngừng kêu gào Tiêu Phàm, bộ dáng kia tựa như đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thiếu chủ,
huyết ma kêu lên sợ hãi, nhao nhao hướng về vị trí Tiêu Phàm. Không nghĩ tới các ngươi còn sống sót, có ý tứ, vậy liền lợi dụng phế vật. Đột nhiên, chiến thần điện chủ quay đầu nhìn về phía huyết ma cùng long mãng bọn chúng, sát tâm nổi lên. Ngươi là ai? Huyết ma lạnh lùng nhìn chiến thần điện điện chủ, đôi mắt chớp động, luôn cảm giác chiến thần điện điện chủ có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi. Bản điện chủ là ai? Các ngươi không phải đã đoán được sao? Còn ngươi huyết ma cùng long mãng co rụt lại, huyết ma càng là đột nhiên hét lớn, ngươi chính là kẻ năm đó kém chút giết chúng ta. Vừa dứt lời, huyết ma cùng long mãng đột nhiên bộc phát ra sát khí cường đại, hung dữ nhìn điện chủ chiến thần điện, bất quá đáy mắt lại có vẻ nồng đậm kiêng kỵ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì, Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết 5.000 năm trước chết 3 con hung thú, huyết ma cùng long mãng cũng bị phế tu vi, nếu như không phải một đời tu la điện chủ xuất thủ, bọn hắn cũng có khả năng chết. Hiện tại hắn cũng càng thêm vững tin Lâu Ngạo Thiên nói, sớm tại 5.000 năm trước, chiến thần điện liền cũng đang nghĩ lấy hủy diệt cửu khúc ma thần trận cùng ngũ hành phong ấn. Đáng tiếc, một đời tu la điện chủ phát hiện, hắn chủ động cứu huyết ma cùng long mãng. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm cũng vô cùng ngưng trọng, 5.000 năm trước huyết ma cùng long mãng bọn hắn là thần giai, vậy mà đều không phải đối thủ điện chủ chiến thần điện. Vậy bản thể hắn lại cường đại biết bao? Không đúng, bình thường chiến thần tiến vào lâu lan cổ địa không phải là bị áp chế tu vi sao? Coi như huyết ma bọn hắn cũng bị áp chế, chẳng lẽ khác biệt thực lớn như vậy? Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bàn tay trong tay áo không ngừng bóp ra từng đạo thủ ấn, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Nhìn đến đầu óc các ngươi còn không bị hỏng, bản điện chủ cho các ngươi một cơ hội, ở chiến thần điện làm nô, hoặc là chết. Chiến thần điện điện chủ quát lạnh nói. Làm nô 18 đời tổ tông của ngươi, có giỏi lại phế lão tử. Huyết ma nổi giận mà lên, trực tiếp thẳng hướng chiến thần điện điện chủ. Long mãng cũng giống như thế. Hai người đối với hắn hận thấu xương, làm sao có thể thần phục hắn. Bất quá căn bản không cần chiến thần điện điện chủ xuất thủ, bên trong hư không không biết lại từ nơi nào toát ra một chút hắc y nhân, ngăn ở trước người huyết ma bọn họ. Lại là chiến thánh cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm kinh ngạc thực lực những hắc y nhân kia, chiến thần điện làm sao lưu nhiều chiến thánh đỉnh phong ở chỗ này như vậy. Chẳng lẽ mấy trăm năm qua tất cả chiến thánh cảnh đỉnh phong chiến hồn đại lục đều tề tụ nơi này? Hay là tất cả người gia nhập chiến thần điện đều bị chiến thần điện khống chế? Các ngươi, chiến thần điện điện chủ lại nhìn về phía Trọc Thiên Hồng bọn hắn, hắn cũng không phải thật muốn để chúng nó làm nô, mà là để Tiêu Phàm minh bạch, trước mặt thực lực chân chính, hết thảy đều không ngoài như vậy. Đại gia chỉ có một chủ nhân, mãi mãi cũng chỉ có một. Muốn đại gia làm nô, không cửa. Trọc Thiên Hồng kêu lên, trước mặt Tiêu Phàm biểu hiện sự trung thành. Bất quá nó vô số con người cũng không ngừng đảo qua chiến hoàng thiên, rất hiển nhiên, gia hỏa này không phải thật sự trung liệt như thế, mà là nó sợ bị chiến hoàng thiên luyện hóa thôi. Muốn giết cứ giết, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Cửu mệnh ma thiền ma viêm đột nhiên mở miệng nói, cái này ngược lại là vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Mặt khác, Thường U cùng Hắc Ban cũng không có làm phản. Sát khí nặng nề nhìn chiến thần điện điện chủ. Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được bọn chúng tại sao không đầu hàng, năm đó chiến thần điện điện chủ thiếu chút nữa giết huyết ma bọn hắn, ai biết rõ trở về chiến thần điện điện chủ có thể giết bọn nó hay không. Bọn chúng không dám đánh cược, cũng cược không nổi, còn không bằng hiện tại giết thống thống khoái khoái, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, bọn chúng không sợ. Không nghĩ tới các ngươi thật là có mấy phần cốt khí, bản điện chủ liền thành toàn cho các ngươi. Chiến thần điện điện chủ đưa tay vung lên, mấy đạo lôi điện mãnh liệt rơi xuống, lao thẳng tới Trọc Thiên Hồng bọn hắn. Cùng lúc đó, mấy hắc y nhân chiến thần điện cũng không chút do dự xuất thủ, đám người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Trước nhìn bọn hắn chết như thế nào, qua một lúc liền đến phiên ngươi. Chiến thần điện điện chủ đạm mạc nhìn Tiêu Phàm nói. Sát na phương hoa, một tiếng kêu nhỏ, cả người Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Phá toái hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, giờ khắc này, hư không đều rất giống đứng im. Chiến thần điện điện chủ nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm còn dám chủ động xuất kích, khí tức mãnh liệt từ trên người hắn nở rộ, hắn trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lôi điện mênh mông, mặc cho kiếm khí kia cắt đứt.
hư không phát ra từng đợt thanh âm va chạm kịch liệt, cuồng lôi gào thét, kiếm khí hét giận dữ, vùng hư không này lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Đám người nhìn thấy trong hư không rơi xuống một tia máu tươi, đan xen lôi điện chi lực, tản ra năng lượng ba động bành trướng. Sau một lát, thân ảnh Tiêu Phàm lần nữa từ bên trong lôi điện lấp lóe mà ra, ngay sau đó lôi điện còn biến mất, thân ảnh điện chủ chiến thần điện lần nữa hiển lộ ra. Lại nhìn thấy trên cánh tay phải chiến thần điện điện chủ mở ra một vết nứt, lệ quang lấp lóe, lại nhìn thấy máu tươi ở trong đó chảy xuôi. Điện chủ bị thương, con người tu sĩ chiến thần điện bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung động không thôi. Làm sao có thể, chiến hoàng thiên lại cau mày, người khác không phát hiện, nhưng hắn phát hiện, chiến thần điện điện chủ không phải lôi điện phân thân à, làm sao lại có máu tươi. Xem ra, người cũng không phải là không thể chiến thắng. Chí ít, người hiện tại đã không thi triển được toàn bộ thực lực, đúng không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh. Nếu như không phải U Linh chiến hồn cảm ứng được dị thường trên người điện chủ chiến thần điện, Tiêu Phàm thật đúng là khó mà phát hiện. Ngươi là như thế nào phát hiện? Chiến thần điện chủ vô cùng lạnh lùng nói. Nếu như ngươi một người đủ để diệt sát chúng ta, lại tại sao để bọn hắn tham dự đây? Điều này nói rõ đã không thi triển được toàn bộ thực lực, như vậy, hiện tại liền đến ta. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, lần nữa giết ra. Hắn liếm liếm bờ môi, trong lòng lại bổ sung một câu, máu tươi trên người hắn cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Theo thời gian đưa đẩy, bất an trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng đậm, nội tình chiến thần điện vượt qua Tiêu Phàm nghĩ, mặc dù nơi này không có cường giả chiến thần cảnh, nhưng có không ít nhân vật đến gần vô hạn chiến thần cảnh. Đều dựa sát vào ta, Tiêu Phàm quát to, hắn hiện tại muốn làm chính là đem tiểu kim bọn hắn đưa vào bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các, hắn không dám để cho bọn chúng mạo hiểm. Giết bọn hắn, chiến thần điện điện chủ gào thét một tiếng, nào sẽ cho Tiêu Phàm bọn hắn cơ hội. Thân thể hắn hiện tại hết sức đặc thù, xác thực không cách nào trong thời gian dài phát huy toàn bộ thực lực, bằng không mà nói, đám Tiêu Phàm làm sao có thể sống đến hiện tại. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay đánh ra từng đạo thủ quyết, từng khỏa thạch đầu từ ống tay áo của hắn bắn ra, bắn về phía tứ phương. Ngay sau đó, từng nét bùa chú tại bốn phía nở rộ, hóa thành từng đạo hồn giới, đem những hắc y nhân bao phủ bên trong. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, nhưng đối với tiểu kim bọn chúng mà nói đã đủ. Lúc tiểu kim bọn chúng xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, đều không nên phản kháng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình đam tiểu kim trong nháy mắt tại chỗ biến mất, bị Tiêu Phàm đưa vào bên trong không gian bí cảnh, cho dù hắn chết tiểu kim có thể xé mở không gian bí cảnh, trở lại chiến hồn đại lục. Ngươi là người Bắc Thần gia tộc, nhìn từng đạo hồn văn. Điện chủ chiến thần điện vô cùng phẫn nộ quát, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt hắn nhưng có thể suy đoán khuôn mặt hắn giờ phút này khẳng định thập phần dữ tợn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.